Cũng cảm ơn đại diện của các đơn vị Pima, Hoàng Quân, rồi Lexa đã đồng hành cùng cái buổi nói chuyện hôm nay của Dũng. Thì đối với những các bạn nào chưa biết thì Dũng là một photographer hoạt động trong cái lĩnh vực chụp về phong cảnh và kiến trúc. Thì trước đây Dũng cũng từng tham gia một số những cái cuộc thi ảnh quốc tế và trong nước, thì cũng có một số những cái thành tích nhất định. Nhưng mà sau này thì Dũng tập trung trong cái chuyện là đi chụp ảnh và đi chia sẻ nhiều hơn. Thì Dũng cảm thấy là những cái buổi nói chuyện giống như vậy. Alo. Thì Dũng cảm thấy là những cái buổi nói chuyện giống như vậy nó alo. Nó bị hú lắm rồi. Ok thì Dũng cảm thấy là những cái buổi chia sẻ giống như là nó mang lại cho Dũng rất là nhiều cái niềm vui, và khi mà mình có thể mình chia sẻ những cái câu chuyện của mình, thì đối với Dũng thì Dũng sẽ nói sơ một chút về cái nhiếp ảnh du lịch travel photography. Nhiếp ảnh du lịch thực ra nó cũng không phải là một cái thể loại nhiếp ảnh nào quá cụ thể, mà chỉ đơn giản là những cái hình ảnh mà mình chụp được trong cái quá trình mình đi du lịch. Nó có thể là ảnh đời thường, ảnh phong cảnh, ảnh kiến trúc, ảnh cityscape, rất là nhiều những cái thể loại nhiếp ảnh mà mình có thể chụp trong cái quá trình mình đi du lịch. Thì Dũng sẽ chia sẻ với mọi người là cái cách Dũng đi sáng tác ảnh du lịch nó như thế nào. Rồi ở đây không biết là các anh chị các bạn là có theo dõi những cái bạn travel blogger nào không? Mình có biết những cái bạn travel blogger nào mà vai lang thang rồi, ok, còn còn những cái tên nào khác không? Nhị Đặng, ok. Thì Dũng chia sẻ như thế này, hồi hồi xưa Dũng là chị Nhị là làm chung một công ty. Công ty đầu tiên của Dũng, công ty đầu tiên của chị Nhị là chung một công ty làm ở HTV3. Thì sau này hai người vì một cái cơ duyên nào đó nghỉ việc và đi theo nhiếp ảnh, nhưng mà đi theo hai hướng khác nhau. Thì Dũng muốn hỏi anh chị là khi mà mình theo dõi những cái bạn travel blogger, cái cách mà các bạn chụp hình nó có cái gì nó khác so với những cái người mà chụp ảnh về sáng tác, ảnh về phong cảnh, ảnh về đường phố không? Đấy là cái hình ảnh đó, cái nội dung nó có gì khác không? Khoan khoan, cho Dũng cái micro để mà. Anh có nhận 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 xét gì về cái hình ảnh của những bạn travel blogger so với những cái hình ảnh ví dụ như như em hay như anh sáng tác, là nó có gì khác biệt? Thì nó cũng không gì khác đâu, nó cũng là hình thôi, Hình. nhưng mà chỉ là khi mà cái cảm xúc nó sẽ khác. À. Tại vì cảm xúc của các bạn đẹp là giống như một cái máy ảnh, nhưng mà không có muốn hết cái khả năng của máy ảnh đó. À. Còn như của anh em sáng tác À. thì họ sẽ đẩy hết tất cả những cái kỹ năng hoặc là Kỹ thuật như là anh. của một bức ảnh đó, của một cái cảnh nó lên maximum cả, À. hoặc là trong một cái thời điểm nào mà rất là đặc biệt, để cái cảnh đó mà khi một người nhìn vô nó sẽ rất là ấn tượng. Chỉ À. trong một hình, còn các bạn travel thì sẽ chụp lại chỉ là để chúng ta ghi nhận lại là tôi đã đi qua chỗ đó thôi. Ok thì giống như anh Khamon nói á, là nó có hai cái khái niệm, đó là capture hay là snapshot, có nghĩa là mình chụp theo những cái gì mình thấy, và một cái khái niệm là tôi tạo ra cái tấm hình đó, tôi chủ động tôi áp dụng những cái kỹ thuật, tôi áp dụng những kỹ năng này tôi tạo ra tấm hình đó. Cho nên khi mà mình nói á, là cái ảnh du lịch của mình á, có thể là nó mình sẽ cung cấp được cho cái người mà xem cảnh của mình là thấy được những cái thông tin về bản địa, về thời gian, về địa điểm, về văn hóa thông qua cái hình ảnh, thông qua những cái nội dung trong cái hình ảnh của mình. Ví dụ như mình show cho các bạn một cái ảnh ở đây, đây là một cái hình mà Dũng chụp ở cái vùng Darfur, Tây Ấn. Thì các bạn thấy là cái background nè, nó có những cái hình vẽ những cái nó rất là đặc thù về văn hóa của Ấn Độ. Mình nhìn vô cái background mình sẽ thấy là gần như là những cái trang phục này, những cái
họa tiết nó rất là đặc trưng cho cái vùng Ấn Độ, cái vùng Tây Ấn. Rồi mình cũng sẽ thấy là cái người phụ nữ đây họ mặc những cái trang phục của người dân bản địa, cái váy, cái áo nó rất là Ấn Độ. Rồi nó cũng sẽ cho mọi người biết một cái thông tin là ok, cái cô này, cái dì này đang cho chim bồ câu ăn, thì đây là một cái hoạt động mà những cái người Ấn Độ buổi sáng họ sẽ ra những cái khu đền này nè, họ cho bồ câu, họ cho những cái con, thậm chí là cho những con chuột ăn. Thì bởi vì đối với Dũng đây là một cái tấm hình mà Dũng rất là tâm đắc, vì nó cung cấp được nhiều cái thông tin khi người ta nhìn vô cái tấm hình. Nhưng một cái khía cạnh tiếp theo là người ta cũng có thể dùng hình ảnh để miêu tả lại một cái câu chuyện người ta chia sẻ. Giống như bây giờ Dũng cho các bạn coi một cái hình này, thì nhiều khi mà các bạn nhìn vô các bạn cũng không có thấy cái gì nó quá cụ thể. Đây là chỉ một cái gốc cây, rồi ở dưới đây nó quấn những cái vải, những cái bao ni lông. Và nếu mà Dũng không nói cụ thể cái câu chuyện đằng sau gốc cây này thì các bạn cũng sẽ không biết là cái gì. Thì thường Dũng thấy hai cái khác biệt cơ bản nhất của một cái người nhiếp ảnh gia khi đi sáng tác, đó là họ cố gắng họ cho một cái tấm hình mà nó có những cái thông tin, thậm chí là mình không cần ghi caption nữa, thì cái người xem cái tấm hình họ cũng mường tượng được sơ sơ về các câu chuyện. Nhưng mà đối với những cái khía cạnh khác, giống như là những cái bạn đi chụp du lịch mà không phải là người nhiếp ảnh đó, thì thường các bạn sẽ tập trung cái vấn đề các bạn kể chuyện và các bạn sẽ minh họa bằng một cái hình ảnh. Thì tuy là hai cái khía cạnh này nó gần giống nhau, nhưng mà cái cách tiếp cận cái chủ đề nó lại khác nhau. Giống như Dũng nói là tại sao Dũng chia sẻ tấm hình này. Cái tấm hình này là một cái câu chuyện mà Dũng thấy nó khá thú vị trong cái chuyến đi của Dũng. Có nghĩa là Dũng vô một cái làng đó, Dũng thấy cái cây và tự nhiên ta bọc tùm lum tùm la hết. Dũng hỏi cái người dân bản địa, thì cái người dân bản địa họ chia sẻ là cái con này nè, một cái con la họ nuôi, thì cái con này nó hay cạp cái cây. Và khi mà nó cạp cái cây á, nó lòi ra cả cái vỏ ở trong nè, thì bắt buộc là người ta sẽ phải kiếm một cái vải, một cái gì đó người ta quấn xung quanh cái cây nữa, để cho cái con la nó đừng có cạp vô cái gốc cây nữa. Và Dũng cũng chụp lại cái hình cái con la này, và các bạn thấy là nó cạp luôn cả cái hộp giấy này nè. Thì trong khoảng mấy phút Dũng chụp hai cái con này là nó ăn hết cái hộp giấy rồi luôn. Thì các bạn sẽ thấy là cái con này nó ăn rất là tạp, và cái cây nó cũng không chừa, mà cả cái hộp giấy nó cũng không chừa nữa. Cho nên nó là khi mà mình chia sẻ cái câu chuyện đó mà mình minh họa bằng hai cái hình ảnh này, nó cũng là một cái vui, một cái kỷ niệm, một cái vui mà mình truyền tới những cái người xem ảnh. Nhưng mà nếu mà mình không nói cái gì hết thì ok, cái tấm hình này nó sẽ có nhiều thông tin hơn, và nó gây cái sự thích thú nhiều hơn khi mà người ta vừa trực tiếp người ta nhìn vô nhiếp ảnh. Thì đâm ra Dũng mới nói là cái nhiếp ảnh du lịch đó, thì nó phải, đối với Dũng nó phải có hai yếu tố. Thứ nhất là cái yếu tố tính tư liệu, và thứ hai là đối với khía cạnh của một cái người chụp ảnh, một nhiếp ảnh gia, thì nó có phải có cái tính chất kỹ thuật, cái tính chất nghệ thuật ở trong đó. Thì đối với Dũng đó là những cái yếu tố tạo nên những cái tấm ảnh du lịch. Rồi mình sẽ chia sẻ với các bạn về cái cách mà mình tư duy, cái cách mà mình chuẩn bị khi mà mình đi đến một cái điểm trước khi mà bắt đầu sáng tác. Thì đối với Dũng, nhiều khi Dũng ở Sài Gòn vậy đó, nhưng mà có thể là nó thân quen quá, cho nên là mình không có nhiều cái cảm xúc, không có nhiều cái động lực để mình đi sáng tác ở cái nơi mình sinh ra lắm. Nhưng mà khi mà mình tới một cái nơi rất là xa lạ, mình sẽ có rất là nhiều cái sự hứng thú. Và trước khi Dũng đi đâu đó, đặc biệt là những cái điểm mà lần đầu tiên Dũng đặt chân tới, thì Dũng có cảm giác là Dũng sáng tác nó rất là say mê, như cái lần đầu mà mình cầm máy vậy đó. Thì Dũng sẽ có thói quen là Dũng tìm hiểu những cái điểm du lịch ở cái địa phương mà Dũng sẽ đi tới. Thường mình gọi là iconic á, có nghĩa là giống như bạn đi tới Sài Gòn thì bạn sẽ nghĩ tới Bitexco nè, Ủy ban Nhân dân thành phố nè, rồi nhà thờ Đức Bà, cái kiểu như vậy. Thì khi mà mình tới một cái địa điểm nào, ok, tháng này mình đi Ấn Độ, tháng sau mình đi Hồng Kông, thì mình sẽ tìm hiểu ok, cái thành phố mình tới là cái gì là iconic, để mình có một cái trong đầu một cái ý tưởng, một cái ý niệm, đó là một cái chủ đề để mình khai thác. Rồi sau đó mình biết, mình search top 10 iconic Hồng Kông ví dụ vậy, thì sao mình biết đây là những cái tòa nhà mà khi mà người ta nhìn vô những cái địa điểm, khi người ta nhìn vô người ta biết đó là Hồng Kông, thì mình sẽ tra Google Map để mình nắm được những cái điểm đó nó nằm ở lộ trình nào, để mình sắp xếp cái cách mình di chuyển. Ok, cái góc này bình minh là mình sẽ chụp cái tòa nhà nào, hoàng hôn mình sẽ chụp cái tòa nhà nào, rồi mình sẽ có một cái cách mình di chuyển
phân bố ra mình chụp cho nó hợp lý. Rồi bạn cũng có thể tham khảo hình ảnh từ Google Maps, nghĩa là bạn search cái địa danh cái tòa nhà đó đi, rồi mình bấm vô cái tòa nhà đó, mình sẽ thấy là những cái người họ contribute cái hình ảnh họ lên, có thể là họ chụp bình thường thôi, nhưng mà mình cũng nhìn nhận là ok, cái chỗ đó, cái quang cảnh đó là cái góc nó như thế nào, để mình biết là mình sẽ chọn là cái góc wide, cái góc trung bình hay là cái góc tê lê gì đó để mình mang đi. Thì đối với khi mà mình sáng tác gần đó, rất là dễ. Bạn đi 2 ngày 3 ngày ở Phú Yên, Nha Trang gì đó thì bạn đem một đống thứ cũng được. Và thí dụ mình đã đi tầm 10 ngày, 2 tuần, thậm chí 3 tuần thì mình phải tính toán từng chút cái đồ đạc mình đi, để thứ nhất là nó đủ thứ, đủ những cái công cụ để mình sáng tác, và thứ hai là nó cũng phải cho mình cái sự linh hoạt. Giống như giờ bạn cầm một cái ba lô mà bạn không biết mang cái gì hết, bạn mang tất cả mọi thứ, một cái ba lô 12, 13 kg gì đó, mình đi trong 2 tuần thì rất là cực khổ, và mình sẽ mất cái cảm hứng sáng tác vì mình mệt quá. Mình đeo lúc nào mình cũng cảm thấy là bao vai, mỏi vai, thì lúc đó mình sáng tác nó không có thoải mái, mà nó làm ảnh hưởng tới cái cảm xúc của mình. Rồi, và trong cái quá trình mình chụp á, mình cũng sẽ dành những cái thời gian khảo sát góc chụp, thì chút nữa mình sẽ phân tích cho các bạn là cái thời điểm nào là cái thời điểm để sáng tác, và cái thời điểm nào là cái thời điểm để khảo sát, và khi khảo sát mình có thể tận dụng được cái cách nào để mình có được những cái tấm hình nó ấn tượng hơn. Tuy nhiên á, là ví dụ như mình nói là trong những cái thể loại nhiếp ảnh khác nhau, ví dụ như là ảnh phong cảnh và ảnh đời thường, ảnh tư liệu, thì nhiều khi á, bạn chụp phong cảnh nó sẽ có những cái quy chuẩn về phong cảnh, nghĩa là phong cảnh vào thời điểm nào nó sẽ đem tới những cái sắc độ đẹp nhất trong cái thời gian đó trong ngày. Còn cái ảnh đời thường là ok, cái yếu tố đó nó có thể nó thấp hơn, các bạn có thể sáng tác cả ngày cũng không sao hết. Nhưng mà đối với những cái ảnh như phong cảnh, hay là thậm chí mình nói là ảnh thành đường phố, phổ lộng ảnh kiến trúc đi, thì nó sẽ có những cái quy chuẩn về độ méo, về cái chủ thể mình phải như thế nào là nó mới gọi là ảnh kiến trúc đó. Cho nên mình sẽ dành thời gian khảo sát để mình có sự chuẩn bị. Rồi những cái điểm mà mình xác định là mình sẽ chụp được nhiều tác phẩm vào cái thời điểm đẹp nhất, thì mình cũng phải có mặt ở cái điểm đó ít nhất là 30 phút hay một tiếng gì đó, để mình set những cái máy. Thì các bạn thấy là một cái bộ máy mà Dũng set đi, Dũng chụp phong cảnh là nó sẽ giống như vậy. Dũng sẽ có một cái holder, một cái bộ filter, rồi có những cái ống kính, rồi thậm chí là Dũng sẽ gắn một cái điện thoại để Dũng quay lại cái quá trình Dũng đang chụp như thế nào, để mình lấy cái tư liệu đó mình về mình làm YouTube, làm vlog cho cái kênh của mình đó. Thì đây là một cái setting mà Dũng sẽ bày ra. Thì đương nhiên mà khi Dũng bày Dũng cần có thời gian chuẩn bị. Thì nếu mà mình tới sát cái giờ chụp quá, mình bày ra một cái là trời nó đẹp rồi, mình lập chụp mình chuẩn bị không được. Cho nên là trước cái thời điểm đẹp nhất là Dũng phải ready mọi thứ ít nhất là 10 tới 15 phút. Đó, thì ở đây Dũng sẽ cho các bạn thấy, Dũng sẽ sử dụng những cái app giống như vậy nè, Photopill hay Planet for Photographer. Thì đây là những cái app đó, nó có thể nó vẽ cho mình những cái thời gian theo ngày, theo trong ngày. Ví dụ như là mình sẽ biết đó là ok, 7 giờ nè thì là hoàng hôn nè, 7 giờ chiều là 7 giờ 36 phút chiều hoàng hôn nè, hay là giờ xanh là nó bắt đầu từ 7 giờ 49 phút nè. Thì nó sẽ vẽ cho mình nó, và nó theo cái múi giờ nha. Thì mình chia sẻ cái câu chuyện này, đây là một cái tấm hình mà mình rất là nhớ vì lần đầu mình tới Singapore, và mình chụp cái tấm hình này vào cái thời điểm đâu đó khoảng 7 giờ mấy sáng, khoảng 7 giờ 10 sáng. Thì các bạn thấy là đèn nó vẫn còn mở nè, nhưng mà vì cái múi giờ Singapore nó lệch so với mình, cho nên nó là bình thường ở đây mình nhắm, mình đi chụp bình minh đó, là mình chạy ra khoảng 4 rưỡi sáng là dư giả lắm rồi đó. 4 rưỡi sáng mình tới đó là khoảng, tới điểm chụp là khoảng 5 giờ mấy mình chuẩn bị các kiểu. Mà thật ra Dũng tới đây là 4 rưỡi sáng, thì 4 rưỡi sáng đó, nó lệch múi giờ, cho nên là nó như là 3 giờ rưỡi sáng của mình vậy đó. Dũng đứng đây là 3 tiếng đồng hồ, tới 6 giờ mấy sáng, 3 tiếng đồng hồ mình mới bắt đầu mình chụp được. Và cái này là cũng là cái ngày thứ hai mình tới Singapore luôn. Mà sau này những cái ngày sau mình mới biết đó là cái tàu điện đó, 5 giờ sáng nó mới bắt đầu chạy, và nó chạy tới cái khu mà cái ga của mình đang ở là phải là 5 giờ rưỡi. Có nghĩa là cái photographer đó thường là 5 giờ rưỡi họ mới đầu họ đi chụp hình, còn mình là 3 giờ sáng mình lúc đầu mình chạy ra đây mình đứng mấy tiếng đồng hồ dưới mưa.
không có ai xung quanh hết, đang thua lui hết. Đó, đó là lý do tại sao là bạn phải có cái sự chuẩn bị, và bạn phải có những cái áp nè để bạn nắm được cái schedule trong một ngày là nó sẽ có cái gì, và những cái giờ này nó sẽ đẹp vô giờ nào, ví dụ như ở đây mình chụp micro quay nè, mình sẽ biết là ok cái micro quay nó xuất hiện lúc 6 giờ 46 phút chiều và nó sẽ đứng ở cái bao nhiêu độ luôn. Đó thì những cái app này nó sẽ cho mình những cái thông tin đó. Hay là hồi nãy mình nói với Google Maps rồi đúng không? Thì đây nè, mình thấy đây là cái Marina Bay Sands nè. Đây là cái iconic, cái tòa nhà như cái phi thuyền ở Singapore. Thì đâm ra là mình sẽ đi tìm những cái địa điểm mà xung quanh đây là mình chụp về đây. Tại vì đây là cái chủ đề mình chụp. Còn đây là cái điểm mình đứng mình chụp nè. Mình sẽ đứng từ cái cầu Helix, là một cái cây cầu cũng rất là biểu tượng của Singapore. Mình chụp qua, mình có cây cầu, mình có cái tòa nhà iconic này, hay là những cái góc bên đây. Thì ví dụ như lúc đó là cái bình minh đó, mặt trời nó mọc hướng này nè, thì buổi sáng là mình sẽ tập trung mình khai thác, mình đi chụp rải rải những cái góc phía này mình chụp qua đó. Còn buổi chiều đó, thì mình lại chụp ngược lại, nghĩa là mình leo lên đây mình chụp từ hướng này mình chụp qua đó. Thì tại sao là các bạn phải khảo sát, các bạn phải xem góc chụp các bạn gì đó, là để là mình biết đó là buổi sáng mình sẽ đứng ở đâu, ở một cái nơi mà mình không có nhiều cái sự hỗ trợ, nhiều thông tin. Giống như cái chuyện là bạn ở Sài Gòn, là bạn biết là buổi chiều bạn ra Thủ Thiêm mình chụp về đi tết cô là vì bạn quá quen thuộc rồi. Còn đối với mình thì thậm chí là những cái view rất là phổ thông, khi mà mình tới một cái nơi xa lạ là mình phải có cái sự tìm hiểu thông tin trước để cho nó mọi thứ nó suôn sẻ. Rồi đây đó cũng là một cái tấm hình rất là xương máu. Tại vì cái lần mà Dũng đi Hồng Kông á, là Dũng ở bên đây nè, Dũng ở một cái homestay tốt bên đây nè. Thì buổi sáng á, là mình phải bắt taxi mình đi qua cái đảo Hồng Kông, cái này Hồng Kông Island nè. Cái khu này là những cái tòa nhà lớn nhất ở Hồng Kông. Thì từ cái điểm này á, mà bắt xe taxi chạy qua cái điểm này lên một cái núi gọi là núi Thái Bình, mình chụp xuống toàn quan cả thành phố á, thì một buổi sáng mình đi đó khoảng 30 phút mà mất đâu á 700-800 ngàn về tiền Việt Nam á, nó rất là nhiều so với một cái chuyến di chuyển. Nhưng mà tại vì đây là một cái view rất là đắt giá, và Dũng phải chụp liên tục trong 4 ngày thì Dũng mới có được một cái ngày mà trời nó trong và mới thấy thành phố, mà kể cả đây nó cũng hơi mù nè. Chứ còn những ngày trước đó Dũng leo lên nó sương, nó mù mịt, nó không thấy được luôn. Có nghĩa là Dũng chỉ thấy từ đây tới cái cách Dũng khoảng 5 mét, còn lại là mù mịt. Cho nên đó là lúc đó mình cũng có một cái người bạn ở Hồng Kông, và mình cũng rủ anh đó chụp bình minh buổi sáng. Nhưng mà cứ sáng mình rủ mình cái anh đó, anh cứ nói mình là thôi mẹ nhà đi, chưa chụp được đâu. Mình cũng không hiểu, mình cũng tại vì mình chỉ xin được visa 7 ngày thôi, cho nên ngày nào mình cũng phải chạy lên đây để mình cố gắng mình chụp được cái view này. Tại vì cái view này vào cái lúc mặt trời nó lên này các bạn thấy nó rất là đẹp nè. Và mình bắt buộc là cái ngày cuối rồi mình cũng ráng mình. Nhưng mà sau này mình về mình mới biết á, là cái anh này á, ảnh buổi sáng cứ khoảng 4 giờ mấy 5 giờ sáng ảnh sẽ coi CCTV, có nghĩa là cái camera public công cộng nó đặt ở trên cái đỉnh núi này nè, ảnh nhìn xuống. Thì lúc nào anh thấy là cái camera nó không bị sương che thì mới chạy lên. Còn mình là ngày nào mình cũng chạy lên hết, coi như là mình phí hết buổi sáng, ngày nào cũng chạy lên, ngày nào cũng mất 700-800 ngàn chạy lên đứng giữa sương lạnh giá đó. Nhưng mà cũng có một cái may mắn là tự nhiên thấy có hai cái cặp này chắc là mới đi ba ra, cho nên đứng dưới sương rây bổ tấn tôn này mình cũng chụp được một tấm. Thì cái tấm này thực ra nó đối với mình nó cũng không phải quá xuất sắc, nhưng mà nó cho mình thấy là một cái kỷ niệm là khi mà mình đi sáng tác xa mình phải có một cái sự research kỹ. Nếu mà mình đi sáng tác đoàn á, mình nói thiệt là mình cũng hơi y là tại mình biết đó là trong cái đoàn á sẽ có những cái người họ mấy giờ họ nhắc mình dậy, rồi mấy giờ họ đi thì mình cũng ít research. Nhưng mà thường mình đi một mình á, tự lực cánh sinh mà, mình phải research rất là kỹ và mình phải tính toán làm sao cho mỗi cái chuyến đi mình đã bỏ 1-2 tuần đi xa rồi thì chắc chắn là mình cũng muốn có những cái hình đẹp đem về, chứ không đi đã đời mà không chụp được cái gì thì nó rất là uổng. Đó cho nên là mình cũng nói là linh hoạt chụp theo cái tình hình thực tế. Nghe bữa này không có sương thì bắt đầu mình sẽ chụp những cái đường phố, những cái đối tượng gần, chứ còn xa thì giống như cái thành phố này là lúc đó là các bạn tưởng tượng ở đây là nó sương nó phủ hết đây luôn nè.
là coi như là mình nhìn ra là mình chỉ thấy mịt mù, mình không có thấy những cái tòa nhà dưới đây luôn. Rồi bây giờ mình sẽ nói về thiết bị da. Thì cái quan điểm của Dũng là lỡ đi rồi thì cố gắng cầm cái máy nó ok một tí để cái chất lượng file nó được tốt. Thì mình cũng không có phải quan trọng là máy phải xịn nhất đâu, nhưng mà đối với Dũng là full frame nó sẽ ưu thế nhất. Tại vì mình chụp cũng đa thể loại, mình chụp ngược sáng, mình chụp đêm, mình chụp gì thì cái cảm biến nó to, nó sẽ cho mình cái lợi thế ok hơn. Dĩ nhiên nếu mà Dũng được chụp medium full mát thì Dũng nghĩ nó cũng sẽ tốt hơn đó. Nhưng mà cái vấn đề là cái giá cả thì nó không có cho phép cái kinh tế mình. Và thứ nữa là những cái accessory, những cái phụ kiện đi theo cái middle format đó, nó cũng không có được đa dạng như là cái full frame. Cái này chắc bỏ mic qua. Đúng không? Chắc để Dũng nói chai luôn đi, tại vì cái này nó cứ giật giật, nó nghe khó nghe quá. Alo. Rồi thì camera gì thấy cũng ok, nhưng mà nó phải đầy đủ và nó linh hoạt. Thì đối với cái tiêu chí chụp travel á, là mình phải có đầy đủ nhất có thể và linh động nhất có thể. Đó thì mình sẽ ưu tiên xài nhiều giải tiêu cận. Mình sẽ ưu tiên những cái con lens zoom mà nó có thể nó cover cho mình một cái khoảng chụp mà tối ưu nhất. Ví dụ như Dũng đang cầm đây là cái con lens 17-28 đi, thì nó sẽ có thêm một cái con gọi là con 28-200. Mặc dù hai cái lens này là hai cái lens nó cũng tương đối là rẻ tiền, nhưng mà rõ ràng là bạn chỉ cần hai cái lens thôi thì bạn sẽ cover được một cái range là từ 17mm cho tới 200mm, là nó thể nó phục vụ cho Dũng hầu hết các bối cảnh chụp. Và cái hay nữa là cái phi á, cái đường kính cái lens này nó rất là nhỏ, nó chỉ có sắc 7mm thôi. Cho nên nó cũng là một cái lợi thế. Đây các bạn thấy nè, Dũng bày ở đây là một số cái setup mà Dũng xét cho sẵn cho các bạn xem. Giống như là đây là cái lens nó có cái phi là 82mm, bắt buộc là Dũng sẽ xài cái hệ thống holder 100mm, hoặc là có những cái hệ thống nó chất lượng hơn, nó đẹp hơn. Giống như là những cái hệ thống Dancine, đó là thấy nó to, nó hoành tráng nè. Hay là những cái holder mà của hệ 150mm, thì cái này là dành cho những cái lens phi cầu lồi, thì các bạn thấy nó rất là to. Thì khi mà những cái hệ thống to như vậy á, tuy là nó đem tới những cái chất lượng cao, tại vì những cái lens mà có cái ống góc lồi, có khẩu lớn, có quang học tốt thì thường nó sẽ đánh đổi lại bằng cái chuyện là giá cả nó cao và cái chất lượng nó cũng cao, nhưng mà cái sự linh động nó giảm xuống. Giống như ở đây á, Dũng cho các bạn coi là đây là một cái túi đeo chéo nhỏ mà Dũng đi sáng tác cái đợt đi Ấn Độ Lê La Đắc được rồi. Thì Dũng sẽ cho các bạn là coi là trong đây Dũng có được những cái gì. Thì các bạn thấy đây là một cái lens 17-50, thì thậm chí là nó vẫn rất là nhỏ, nó xài phi 67 17-50 f4 thôi. Cái khẩu nó không có ok lắm, nhưng mà khi mà mình để lên một cái setting giống như vậy nè, và mình cũng xài một cái hệ thống holder nó rất là gọn. Đó thì hai cái bộ này, cái setting nó như nhau, nhưng mà rõ ràng là khi Dũng chọn một cái lens, một cái body mà dù mình biết là cái chất lượng nó khá thôi, nó không có tốt lắm, nhưng so với những cái lens mắc tiền hơn nó khoảng 3-4 lần gì đó. Nhưng mà bù lại nè, các bạn thấy là khi
khi cái len Dũng cái phi nó nhỏ, Dũng xài cái holder hệ thống nhỏ thì cái chân máy Dũng đi theo cũng nhỏ và cái bộ này nó sẽ cơ động hơn cho Dũng trong cái tiêu chí là chụp du lịch. Còn khi mà Dũng đi làm ảnh thương mại á, thì ok, Dũng có thể Dũng chọn những cái len GM có độ quang học rất là tốt. Nhưng mà bù lại á, khi đó những cái hệ thống accessory của Dũng này, nó cũng sẽ to lên và Dũng sẽ cần cái chân máy to hơn. Cho nên khi mình nói vậy có nghĩa là các bạn đem thiết bị, các bạn chuẩn bị đồ đạc là các bạn phải tính một hệ thống, chứ không phải là tính một cái body, cái chất lượng nó quá cao, cái ống kính cái chất lượng quá cao rồi các bạn mất hết những cái thứ hỗ trợ. Mà trong cái nhiếp ảnh chuyên ngành á, ví dụ mình Dũng nói là các bạn chụp ảnh chân dung studio đi, thì nhiều khi cái body và cái lens nó không phải là quyết định tất cả, mà là cái hệ thống đèn quyết định tất cả. Thì đối với cái người chụp phong cảnh cũng vậy, có nghĩa là cái người chụp phong cảnh để có những cái tấm hình nó ấn tượng, các bạn thấy những cái tại sao là Dũng chụp những cái tấm như vậy nè, mặt nước nó phẳng, mây nó trôi, nó mịn màng, nó gì là nhờ Dũng có sự hỗ trợ của những cái hệ thống filter này, nó giúp Dũng làm cái chuyện đó. Và trong cái nhiếp ảnh du lịch đó, thì nó lại hơi cứng là mình muốn có đầy đủ đồ thì bắt buộc mình phải hy sinh cái sự cơ động xuống. Thì cho nên là đối với ảnh du lịch thì Dũng lại lựa chọn cái giải pháp là xài một cái body có chất lượng cao, full frame, ok, và xài một cái lens vừa vừa để cho cái hệ thống accessory của mình đi theo nó nhẹ, nó gọn nhẹ, nó và nó đủ cơ động. Thì cái đó là ý tưởng của mình. Lúc ban đầu á, lúc mà cách đây 2017, 2018 gì đó, thì lúc đó cái hệ thống lens nó chưa có đa dạng, thì bắt buộc là Dũng sẽ cầm ba cái lens chính là 16-35, 24-70, 70-200 để Dũng có được toàn cái dãy tiêu cự. Nhưng bây giờ các hãng họ bắt đầu họ sản xuất ra có nhiều cái option. Ví dụ như Dũng nói là cái lens này là 17-50 đúng không? Các bạn có thể các bạn cầm chung với một cái lens là 50-400, thì bạn vẫn tưởng bạn cần hai cái lens là có một cái cover, một cái range từ 17-400 là cái chuyện mà mình không thể tưởng tượng được trong cái thời gian những năm trước. Nhưng mà khi mà mình càng ít lens như vậy thì cái thời gian mình thay ra thay vô nó rất là ok. Thì hồi xưa là để Dũng đáp ứng cái chuyện là Dũng linh hoạt đó, là Dũng sẽ xài hai body, một body full frame và một body crop. Ví dụ 16-35 mà Dũng đang gắn cái body full frame thì Dũng gắn xuống body crop thì nó sẽ quy đổi tiêu cự nó xuống cái dải trung. Nhưng mà bù lại khi mà Dũng về, Dũng sẽ nhận ra ngay lập tức là cái vấn đề là cái chất lượng file giữa cái thằng full frame và cái thằng crop nó chênh lệch nhau quá. Cho nên khi mà một bộ hình ra thì những cái con nào Dũng nghĩ là nó tối ưu bằng cái cách là Dũng gắn lên body crop để Dũng có một cái tiêu cự quy đổi, để Dũng không phải đem một cái lens tele mà nó không phải đem thêm nhiều lens á, thì nó lại bị là những cái hình mà chụp full frame này nó ok, còn những cái tấm hình mà chụp crop á thì cái chất lượng nó thấp hơn những cái tấm hình full frame quá. Cho nên là lúc mình trình bày một cái bộ ảnh lên á thì nó không có cái sự đồng đều về chất lượng đó. Thì bây giờ Dũng chọn cái giải pháp là ok, mình có hai cái lens cover hầu hết những cái giải tiêu cự mà mình cần nhất, rồi mình đem theo một cái lens đặc biệt, có thể là lens fix giống như là mắt cá, hay là lens siêu rộng 12 hay là 10mm, hoặc là những cái lens đặc thù nào đó, ví dụ như lens macro. Thì đó, thì thường bây giờ Dũng đem khoảng 3 lens thôi, 2 lens là cover tất cả các giải và một lens để giải quyết một cái vấn đề gì rất là cụ thể đó. Thì trong cái túi này nè, cũng cho các bạn xem nè, ngoài cái máy này, cái lens này thì Dũng để được một cái chân máy nhỏ nè, rồi Dũng còn để được một cái đèn led mini nữa đó. Mọi thứ nó nằm trong đây và lúc nào nó cũng trên cổ mình hết. Thì đương nhiên là hầu hết cái thiết bị còn lại nó sẽ trong nằm trong ba lô, nhưng mà cái này là trên người nè, cái này là khi ra đi là móc ra chụp liền nè, là cần chân máy là có chân máy, cần đèn hỗ trợ. Tại vì chút nữa Dũng chia sẻ các bạn có bộ ảnh là có một cái lúc mà Dũng đi vô một cái nhà người dân bản địa thì trong chổng là nó tối thui, nó không có đèn, thì bắt buộc là để Dũng chụp cái người đó nó họ đẹp á, Dũng sẽ bật cái đèn led này lên. Và cái đèn led như cái này RGB thì mình còn tùy chỉnh được nhiệt độ màu, thì đương nhiên cái này nó cũng rẻ tiền thôi và nó gọn, mặc dù là công suất nó không cao nhưng mà cần là có. Thì cố gắng là mọi thứ linh động nhất, lúc nào nó cũng phải trên cơ thể mình, để mình ra đi là mình móc ra. Còn ba lô thì có thể mình gửi trên xe, hay là mình lúc mà mình đi road trip á, thì những cái hành lý mà nặng nhất á, là mình sẽ gửi lên cái nóc xe, mình đâu có lấy ra thường xuyên được. Cho nên là những cái nào mà thường xuyên nhất á, ok, mình phải
cố gắng mình set up làm sao mà có một cái túi nhỏ trên người đầy đủ hết. Rồi. Rồi ngoài ra thì mình đi xa thì mình phải cũng phải có những cái giải pháp mà về thẻ nhớ ổ cứng để chụp backup, thì chút nữa mình sẽ nói về cái vấn đề backup dữ liệu. Đó, đây là những cái thiết bị, những cái phụ kiện Dũng hay đem theo, là ok là sẽ có filter nè, sẽ có đèn led nè, sẽ có chân máy và body ống kính, và mình cố gắng nguyên cái này gọi là một cái hệ thống càng linh hoạt, đa năng, gọn càng tốt, thì mình sẽ đánh giá cái tiêu chí đa năng linh hoạt cao hơn cái tiêu chí chất lượng một chút đối với ẩm du lịch. Rồi thì ở đây hồi nãy giống như Dũng chia sẻ là đây nè, đây cũng là một cái setting về filter, nó giống như cái này, nó cũng giống như cái này, nhưng mà giá nó không có giống nhau và cái kích thước nó cũng không giống nhau. Thường là cái bộ bên đây là nó sẽ mắc gấp đôi bộ bên đây, và bộ bên đây mắc gấp đôi bộ bên đây, và bộ bên đây mắc gấp đôi bộ bên đây, cho nên là nhiều khi mình nghĩ là ok, một cái len góc lồi, phi cầu lồi góc rộng có quang học cực tốt, nhưng mà nó chỉ cần nó xài hệ thống filter lớn hơn thôi, thì tự nhiên một đống cái accessory đi theo nó, từ cái filter, từ cái chân máy, từ cái ba lô hành lý của mình, nó tăng theo, cái chi phí đầu tư nó cũng tăng theo. Nhưng mà nhiều khi một cái len nó mắc hơn chút, hay là nó xài cái thấu kính nó nhỏ hơn chút xíu đó, thì cái chi phí mình đầu tư cái đống này nè đằng sau nó cũng nhẹ nhàng hơn, và cái sự cơ động thoải mái. Thì các bạn thấy là ví dụ giờ mình nói mình dơ, đó các bạn thấy là nội một cái thao tác mình rút cái một cái kính filter ra, thì giữa hai size ống kính nó khác nhau, là mình thao tác trên cái này với cái này đó, thì các bạn thấy là cái nào nó linh hoạt hơn đó. Và mình muốn sáng tác được nhiều nội dung độc đáo thì mình cũng phải có đầy đủ đồ chơi đó. Cho nên mình khi mình nhấn mạnh cái khía cạnh này là để các bạn hiểu được đó, là mình phải lựa chọn hệ thống cho nó phù hợp, làm sao nó thoải mái nhất trong cái lúc mà mình đi sáng tác, trong cái lúc mình di chuyển, nó vừa phải cơ động mà nó vừa phải đảm bảo cái chất lượng mình có được, nó đủ cái đồ chơi cho mình xài nữa. Đó các bạn thấy không, ở đây là một cái chỗ rất là an toàn, chứ còn mình chụp thực tế 4-5 giờ sáng tối thui thao tác những cái hệ thống như vậy, hay là chụp biển, chụp sông, chụp hồ gì đó, rất là dễ rơi rớt, không có đơn giản là như cái chuyện. Nhưng mà nãy giờ mình rút ra rút vô thì các bạn thấy nó cũng mất thời gian rồi đó. Nên là ok, tốt nhất là chơi từ cái này, chở cái này, còn cái này là bắt khả dĩ, không có lựa chọn khác mới nên gì thôi. Đi du lịch càng cơ động càng gọn càng tốt, nên nè nó sẽ theo cái đường kính của cái ống kính. Rồi một cái chia sẻ nữa rất là quan trọng trong những cái chuyến đi dài, thật là dài, thì mình backup dữ liệu như thế nào, thì cái này mình cũng có rất là nhiều bài học rồi. Nhiều khi mình đi một cái chuyến 7-8 ngày, 10 ngày, tự nhiên cái ngày hôm đó mình backup, mình quên backup thẻ, là mình bị một cái vấn đề đó, mình hư cái dữ liệu cái thẻ hôm đó. Thì lúc trước cái chuyến mà Dũng cho các bạn coi cái hình Singapore đợt mà Dũng chụp mấy cái slide trước á, thì Dũng bị cái tình trạng là hồi trước Dũng xài một cái ổ cứng, và Dũng thấy nó rất là gọn, là tại vì cái ổ cứng đó nó đọc được cái thẻ SD, thì mỗi ngày mình sẽ chụp xong mình gắn vô cái thẻ SD vô, và nó có một cái phần mềm nó kết nối vô cái ổ cứng đó để nó backup dữ liệu. Mà sau này Dũng không có để ý là nó backup theo cái dữ liệu dựa trên cái ID của cái thẻ. Cái ID của cái thẻ có nghĩa là một cái thẻ như vậy nó ra một cái folder, nó có một cái ID theo cái ID của cái thẻ này, cho nên là cái lần sau á Dũng chụp, Dũng cũng bỏ vô ổ cứng, nó Dũng backup là nó lại đè luôn cái file của cái ngày trước đó Dũng backup, tại vì nó trùng cái ID, Dũng cũng xài cùng lại cái thẻ này. Cho nên là bây giờ Dũng mới thấy là ok, cái giải pháp mà gọi là an toàn mà gọi là chủ động nhất á, là mình có cái laptop hay là cái iPad, rồi mình sẽ sử dụng một cái hub giống như vậy. Thì cái cách này nó hơi cực là tại vì mình phải đem thêm cái laptop nữa, và không phải lúc nào mình cũng lôi cái laptop ra được, thì cái iPad nó tốt hơn. Và những cái hub như Lexa Dũng mới trải nghiệm thì Dũng thấy cái chất lượng nó tốt, là tại vì cái chip trong cái đầu đọc thẻ này nó đọc được cái chất lượng khá là cao, được 170 ms một giây gì đó. Thì thường là những cái thẻ nhớ, ví dụ như mình xài con A7R5 đi, cái file nó khá là nặng, thì
những cái thẻ dòng trung bình này nó ghi được 120 ms một giây, hay là những cái thẻ mà dòng 1800 nó ghi được tới 180 ms một giây. Đó là những cái thẻ này Dũng thấy là đối với người chụp hình là maximum rồi. V60 thường là các bạn xài những cái dòng mà V60 là đối với những cái file nặng nhất của những camera nặng nhất bây giờ là nó đã ok. Tuy nhiên á, Dũng sẽ chia sẻ các bạn thêm một cái giải pháp mà Dũng nghĩ là sau này nó sẽ phổ biến được. Đó là từ lúc mà những cái camera nó hỗ trợ cái chuẩn USB 3.2, thì giống như cái hub này là chuẩn USB 3.2 nè, nó sẽ có một cái cấp nguồn. Thường là những cái hub này nè, khi mà các bạn gắn vô cái điện thoại nó sẽ không có nhận, tại vì là cái nguồn nuôi cái này nó cao quá, cho nên nó sẽ không hoạt động. Nhưng bây giờ là những cái hub nó có cái cổng cấp nguồn, thì mình có thể mình cắm với pin sạc dự phòng vô đây, mình gắn vô cái điện thoại này và mình gắn cái SSD, cái ổ cứng vô trong cái điện thoại này, rồi cái đồ đọc thẻ vô đây luôn, mình sẽ backup từ thẻ nhớ sang ổ SSD thông qua một cái điện thoại. Và vì nó là điện thoại cho nên mình gần như mình có thể backup bất kỳ đâu. Và những cái máy mà chuẩn USB 3.2 bây giờ nó cũng không có quá nhiều. Mình ví dụ như là con này là con Xperia 1 Mark 5 của Sony, thì cái con này nó là USB 3.2 và mình test là cái tốc độ mà mình transfer nó đâu đó khoảng 60-70 ms một giây. Nó đủ để mình backup một cái thẻ 64GB trong đâu đó khoảng 15-20 phút, và mình nghĩ là cái thời gian đó nó hợp lý. Còn nếu mà mình xài laptop thì đương nhiên mình backup nhanh hơn, một cái thẻ 64GB là mình backup đâu đó chỉ có khoảng 5-10 phút thôi. 5-10 phút thôi thì nhưng mà phải hết cái ngày hôm đó mình mới về mình mới backup được. Thì trong cái quá trình mình hết thẻ, nhiều khi mình rảnh mình nghĩ là những cái giải pháp này, hay là những cái con iPhone đời sau này á, con iPhone 15 nó chuyển qua Type-C rồi, cho nên nó xài những cái hệ thống phụ kiện liên quan tới Type-C rất là phù hợp, và nó cũng là chuẩn USB 3.2 cho nên nó chép rất là nhanh, thì các bạn có thể xài chung với một cái SSD. Thì trong đây mình có sẽ có cái lựa chọn là mình backup bằng SSD hoặc là mình backup bằng ổ cứng. Thì mình thấy á, cái kinh nghiệm của mình sau khi mình đi mình sử dụng và mình hư khá là nhiều á, là các bạn nên xài SSD từ 2TB đổ lại. 2TB là tối ưu nhất. Tại vì á, cái ổ cứng bình thường, cái ổ cứng bọt theo ổ của mình á, nó có cơ, cho nên lúc mà mình gắn trong ba lô mình di chuyển á, nó hay bị sốc á, thì một cái thời gian dài á, là nó dễ hư lắm. Mà mình trung bình là cứ một cái ổ bọc thay bồ thì HDD bọc thay bồ thì mình xài hơn năm là mình hư rồi, nó không có độ bền. Trong khi có ổ SSD thì tuy là cái giá thành của nó cao, có thể là hiện tại nha là gấp đôi thôi, nhưng mà bù lại cái tốc độ trung bình nó phải gấp 5, cái tốc độ ghi vô nó phải gấp 5. Và vì là nó không có cái no moving part, là không có cái những cái thành phần điện tử cơ học đó, thì nó sẽ không có bị sốc và nó chép rất là nhanh. Cho nên nó là thay vì mình backup một cái ổ, một cái thẻ 64GB bằng một cái HDD thì mình mất đâu đó khoảng 30 phút, thì cái này nó mất khoảng 10-15 phút thôi. Và nếu mà mình có những cái hệ thống điện thoại, mình bỏ laptop ở nhà thì tự nhiên cái ba lô của mình nó nhẹ đi khoảng 2kg hơn. Nói thiệt là bạn chỉ cần bạn bỏ được cái laptop nhà, bạn thấy cái ba lô bạn nhẹ lắm. Mình thấy xu hướng bây giờ là các bạn travel blogger, các bạn làm content creator có xu hướng chuyển qua làm nội dung trên điện thoại nó nhiều hơn. Cái con 1 Mark 5 này nó còn đặc biệt hơn là những cái con điện thoại khác, một cái là nó có thể xài được khe khẽ micro SD. Và bây giờ các hãng họ cũng có những cái giải pháp là micro SD 1TB, nghĩa là thay vì các bạn đem một đống thứ, bạn đem hai cái thẻ này với những cái con điện thoại giống giải pháp như vậy. Mình cho nên là đây cũng là một cái rất là linh hoạt. Cái con này khi mà bạn sử dụng đơn rồi á, thì nó vẫn là một cái thiết bị chụp hình, quay phim, chụp snapshot. Con này nó cũng giống như con RX100 vậy đó. Nếu mà các bạn nào xài Sony thì khi mà cần nhanh á, Dũng nó có một cái nút chụp cứng, là Dũng đè cái nút này một cái là nó bật lên cái giao diện chụp hình cho mình rồi. Và mình cũng có thể mình đi sáng tác đường phố bằng cái chất lượng của con này, nó cũng khá ok. Và nó xài được thẻ micro SD cho nên là nhiều khi là mình không có cần đem hub gì hết, mình chỉ cần một cái đầu đọc thẻ giống vậy, mình gắn thẻ trực tiếp vô bằng cái cổng Type-C đó. Thì mình nghĩ đây là cái xu hướng trong tương lai, gọn nhẹ và hiệu quả.
thì mình cũng muốn chia sẻ các bạn là ok, có thể sau này mình backup mình không cần laptop đâu, mình chỉ cần một cái máy có cái chuẩn đọc ghi cao một chút, và như vậy nó rất là cơ động. Mình backup ở chỗ nào cũng được, mình ngồi uống ly cà phê cái mình lôi thẻ ra mình backup một cái là máy tê dữ liệu nó nằm trong đây hết rồi. Đó, thì đây là một cái Dũng chia sẻ thêm về giải pháp dữ liệu. Đây là cái màn hình khi mà mình kết nối với cái điện thoại, khi mà mình sáng tác nè, mình zoom nè, các bạn thấy cái monitor là nó đồng bộ lên và mình ghi màn hình lại cái này, sau đó mình sẽ lấy cái này là mình làm tư liệu để mình làm YouTube đó. Cho nên á, bởi vì mình mới nói là mình ưu tiên những cái giải pháp thiết bị nào lúc nào nó phải trong túi và trên người mình. Cái laptop không phải lúc nào Dũng cũng lôi ra được, lúc nào cũng xài được. Cho nên là về sau mình biết đó là cái giải pháp hiện tại mọi người hay sử dụng. Nhưng mà về tương lai có thể mình nên suy nghĩ những cái giải pháp cơ động như vậy. Tại vì cái điện thoại nó giải quyết được nhiều thứ. Nó có thể làm màn hình rời, nó có thể làm một cái máy chụp backup, một cái thiết bị backup thẻ luôn. Và đương nhiên bạn có thể bạn search Google, bạn search thông tin, bạn vô wifi bằng cái đó, là cái này nó giải quyết được nhiều thứ lắm. Bây giờ cái này nó rất là mạnh, thì mình hãy suy nghĩ cái giải pháp là mình bỏ bớt, cắt bớt những cái thiết bị không cần thiết để mình chuyển qua những cái thiết bị nó gọn nhẹ và nó giải quyết được cho mình nhiều cái công việc hơn đó. Rồi Dũng sẽ đi tiếp. Đây nè, một cái thẻ nhớ bây giờ nó 1 TB, bạn cầm 2 TB là bạn bỏ chút xíu rồi, nó đâu có chiếm nhiều diện tích đâu. Rồi mình sẽ nói về cái phần tiếp theo, nó liên quan tới cái vấn đề sáng tác, đó là các khung giờ, các thời gian trong ngày. Thì trong ngày á, thường á, những cái người đi du lịch á, họ sẽ đi vào cái thời điểm mà nó có ánh sáng mang cái màu là màu trắng. Thì cái này cái thanh này nó thể hiện cái màu ánh sáng theo cái khung giờ trong ngày. Ánh sáng trắng là nó sẽ bắt đầu từ lúc mà mặt trời nó lên cao, rồi có thể là từ 8 giờ sáng cho tới khoảng 4 giờ chiều. Thì cái ánh sáng trắng, cái sắc độ trong cái hình mình chụp ra, cái sắc độ nó màu trắng, cái mức độ trên lệch ánh sáng nó thấp nhưng mà nó sẽ không có quá đặc biệt. Có nghĩa là các bạn chụp những cái người mà bạn giơ điện thoại lên bạn chụp bây giờ nó làm sao thì cái ánh sáng trắng nó ra như vậy. Nhưng mà cái ánh sáng chiều á, cái ánh sáng mà tầm 4 giờ chiều đổ đi cho tới khoảng 5 giờ rưỡi chiều hay là buổi sáng sớm trước 8 giờ sáng á, thì nó sẽ mang cái màu vàng. Và cái ánh sáng, những cái hình ảnh mà chụp trong cái khung giờ này nó sẽ có nhiều cảm xúc hơn. Tại vì nó mang cái cảm xúc là ok, cái hình ảnh nó ấm áp, nó nhiều mood hơn. Còn cái ánh sáng mà vào cái giờ vàng bình minh hoàng hôn, khoảng lúc mà trời nó chuyển nhiều sắc độ, thì đây là cái thời điểm vàng, cái thời điểm mà tuyệt vời nhất cho những cái người mà chụp landscape, cityscape. Và lúc này là cái bầu trời nó thay đổi sắc độ rất là nhiều. Và đây là những cái khoảng thời gian mình nên đi tập trung sáng tác. Rồi sau cái giờ vàng nó là sẽ là cái giờ xanh, thì lúc đó bầu trời á, nó chuyển qua màu xanh và đèn đường, đèn phố nó cũng bật lên. Thì thường mình nói là chụp ảnh đêm á, mọi người cứ nghĩ là chụp vào đêm thiệt, nhưng mà thật ra khi mà chụp cityscape, chụp đêm, cái giờ xanh là cái giờ đẹp hơn. Tại cái độ trên đợt ánh sáng nó thấp và cái sắc độ nó rất là dịu dàng. Mình chụp những cái tấm hình mà trong cái khoảng thời gian đó, ví dụ mình cũng cho các bạn coi cái hình này đi, trong cái thời gian đó nó rất là ấn tượng đó. Những cái giờ này, những cái giờ chụp, cái này là giờ vàng nè, cái này là giờ xanh nè đó. Thì các bạn thấy là cái sắc độ của trong cái tấm hình của mình nó rất là dịu dàng, nó rất là nhẹ, và cái khoảng thời gian đó nó rất là ngắn. Cho nên nó là để mình có được cái tấm hình chuẩn bị tốt vào cái thời điểm đó thì mình phải có mặt ở trước cái thời điểm chụp, giống như mình nói là 15-20 phút để mình set máy sẵn đó, rồi mình gắn hết những cái thiết bị này lên mình chụp. Còn sau cái giờ xanh đó là đêm, thì thường mọi người nếu mà chụp, tại vì tuy là cái khoảng thời gian là 1-5 là nó có cảm giác là ít, nhưng mà nó chiếm gần như 90% thời gian của một ngày. Còn những cái khoảng thời gian này là những cái khoảng thời gian cần tập trung sáng tác, là mình chỉ có đi mình đi bào thôi. Những cái khoảng này á, thì mình có thể mình đi khảo sát hay là mình đi chuẩn bị. Đây, thì khi mà các bạn chụp một cái tấm hình vào những cái thời điểm đúng, giống như là cái góc ảnh này Dũng chụp vào cái lúc mà trời nó vừa hừng lên này, các bạn thấy là có những cái ánh sáng vàng nó hắt lên cái đỉnh núi nè,
ánh sáng nó rất là nhẹ và nó rọi vô cái bụi cây rất là nhẹ nhàng, nhưng mà sau cái thời điểm này nó chừng 3 phút thôi là mặt trời nó vượt lên cái rặng núi này nè, nó rọi vô cái bụi cây này là cái bụi cây này nó bị cháy. Và lúc đó cái hình nó không đẹp, nó chỉ xê xích nhau một chút xíu thôi. Hay là cái tấm này Dũng chụp vào cái lúc mà mặt trời nó vừa lặn thì nhìn mình vẫn cảm giác là ảnh đêm mà, đêm mặt trăng nè. Đó, nhưng mà cái bầu trời này nó có sắc độ nó xanh chứ nó không có đen. Và cái những cái đèn, những cái tượng Phật này nè, nó những cái ánh sáng này nó vừa lên luôn, nó chưa có cháy. Chứ còn mà mình chụp sau cái thời điểm này đâu đó khoảng chừng 30 phút đó là cái chênh lệch ánh sáng nó sẽ rất là nhiều, nó không có nhiều sắc độ và cái hình ở đây có thể là nó sẽ đang thu lui, cái núi này nó cũng đang thu lui, rồi còn cái tượng này nó sẽ bị cháy. Ở đây vì cái màn chiếu nó không có thể hiện được rõ chi tiết lắm đó, nhưng mà nếu mà các bạn coi cái hình này trên máy tính đó, thì nhiều khi các bạn sẽ thấy ở đây cái đỉnh núi này nè nó còn thấy được tiết trắng, có nghĩa là cái thời điểm này tuy là thời điểm ngã đêm rồi nhưng mà nó vẫn còn cái ánh sáng môi trường. Còn như cái thời điểm này nè là Dũng chụp là tối hoàn toàn luôn, và mình sẽ thấy Milky Way, mình thấy những cái aurora nhẹ nhẹ dưới đây nó hắt màu xanh lên nè, nó nhiều sắc độ lắm. Và cái bụi cây này nè nó sáng đó là tại vì cái ánh sáng của cái nhà trọ và cái homestay mà Dũng ở kế bên đó là nó có cái đèn nó hắt nhẹ nhẹ qua. Và Dũng cũng lấy cái đèn pin điện thoại hay là cái đèn bọt xay bồ hồi nãy Dũng cho các bạn coi nhỏ nhỏ để Dũng rọi nhẹ cái tiền cảnh đó. Là khi mà các bạn xác định được cái thời gian chụp nó đúng rồi đó thì cái hình ảnh của các bạn nó sẽ mang một cái cảm xúc cho người xem, có cái cảm xúc về thời gian, nhìn vô cái tấm hình này biết là trời mới hừng sáng, nhìn vô cái tấm hình này biết là trời chuẩn bị về đêm, và cái hình này chắc chắn là chụp nửa đêm rồi đó. Thì cái yếu tố thời gian nó rất là quan trọng để các bạn có một cái tấm hình đẹp và nhiều thông tin. Hay đây là cái cách Dũng hay xử lý một cái bối cảnh bình thường nè. Đó, giống như là nếu mà các bạn chụp một cái góc này nó cũng hơi ngược ngược sáng chút xíu tại mặt trời nó nằm trên cao đây, nó rọi xuống đây, thì mình chụp bình thường á, mình nhìn cái sau ra mình thấy là ok, cái bầu trời nó hơi cháy nhẹ, cái mặt nước nó cũng lăn tăn, nó rất là cứng, nhìn nó hơi gắt cái ánh sáng ở đây. Rồi lúc đó mình mới gắn cái GND nè, thì các bạn thấy cái GND á, nó có một phần ở trên á, là nó đen, ở dưới là nó trắng, thì lúc đó nó sẽ cản cái ánh sáng phần trời lại. Lúc đó là cái tấm thứ hai Dũng bắt đầu Dũng chụp á, là nó có mây nè, có chi tiết mây nè, nhưng mà cái ánh sáng này nó vẫn gắt, là tại vì mình chụp theo cái tốc độ bình thường. Nhưng mà cái tấm này thì Dũng phơi nè, thì các bạn thấy là histogram nè, nó nhìn nó đầy đặn hơn, nó màu sắc nó mượt mà hơn, là lý do là khi mà mình phơi lâu, mình phơi cái này tới 2 phút lận, thì lúc đó mây nó trôi, và lúc mây nó trôi nó tán cái ánh sáng đều ra khỏi cái khung hình, thì cái khung hình từ như thế này, khi mà Dũng có những cái phụ kiện, những cái filter, những cái phù hợp, Dũng có thể biến một cái hình bình thường mọi người chụp như vậy ra thành cái hình kết quả này. Cho nên đó là lý do tại sao Dũng nói là ok, mình nếu mà mình đã đi xa rồi mình phải đầy đủ đồ chơi để mình tạo ra những cái hình ảnh theo cái chủ đích của mình. Đây là cái tốc độ nó ảnh hưởng như thế nào tới cái nội dung chụp. Thì trong ba cái thông số khẩu độ, tốc độ và ISO á, thì Dũng thích áp dụng cái tốc độ nhất, tại vì cái tốc độ nó ảnh hưởng trực tiếp tới nội dung của một tấm hình. Giống như ở đây là Dũng chụp tua bò, Dũng sẽ chụp tốc độ rất là cao, khoảng 1:4000 hay là 1:2500 giây rồi đó, thì lúc đó nó mới bắt được những cái đóng băng được những cái giọt nước nó tung tóe nè, thì chụp tốc độ rất là cao để đóng băng cái chủ thể. Còn đối với những cái tấm hình phong cảnh này nè, thì mình chụp một tấm nó cũng ok thôi, nhưng mà tấm này Dũng sẽ gắn GND dọc ở đây, rồi Dũng phơi lâu, ví dụ như để phơi được cái mây nó trôi thì Dũng sẽ phơi ít nhất là từ 2 tới 4 phút, ít nhất là trên 30 giây thì cái mây nó mới trôi được. Đó là Dũng sẽ cần những cái ND tối để kéo dài cái thời gian phơi. Hay là cái tấm này á, là một cái cách Dũng ứng dụng cái sitter nó khác, có nghĩa là mình không cần phơi tới hơn 30 giây 4 phút mà mình chỉ để một cái tốc độ để chủ thể nó nhòe thôi, để người ta tập trung vào cái đối tượng này. Thì cái này Dũng chỉ nhớ là Dũng chụp đâu đó khoảng 1/5 hay 1/10 giây rồi đó, tại vì mình thấy hai cái cô này cổ ngồi yên cố định, còn những cái người này họ sẽ đi qua đi lại, thì mình sẽ để cái tốc độ hơi chậm chút xíu thì nó sẽ là chụp cái hiệu ứng slow motion chút xíu.
nó ra cái nội dung tấm hình như vậy. Còn nếu mà mình chụp thẳng vô á, ok, cái đối tượng này nó nét, đối tượng này nó cũng nét, đối tượng này cũng nét, và cái đối chủ thể chính của mình cũng nét, là đâm ra cái chủ thể chính nó sẽ bị chìm đi, nó không, nó bị lẫn vô cái bối cảnh xung quanh. Còn mình chụp kiểu này, ok, cái đối tượng chính là nó sẽ nổi bật ra. Đó là cái tốc độ nó sẽ ảnh hưởng như thế nào tới cái nội dung tấm hình. Chụp đóng băng thì mình sẽ chụp tốc độ cao ít nhất là trên 1/500 giây, còn chụp bình thường, chụp snapshot đó thì từ hơn 1/30 giây là sẽ chụp được rồi. Giống như là các bạn giơ điện thoại ra các bạn chụp thì lúc nào á, cái máy ảnh hay là cái máy chụp hình á, nó cũng sẽ duy trì cái tốc độ chụp trung bình là ít nhất là trên 1/30 giây là cái mọi người hay chụp nhất. Còn để tạo ra những cái hiệu ứng giống như này thì mình sẽ vận dụng cái tốc độ chụp phù hợp để mình có được cái nội dung đó. Rồi mình sẽ nói cái câu chuyện á, là làm sao để cái hình ảnh nó có cái câu chuyện, nó trở nên nó đặc biệt, nó trở nên nó nhiều thông tin. Thì trước tiên mình chụp cái tấm hình, mình phải có một cái bối cảnh. Giống như các bạn nhìn vô cái hình này, các bạn sẽ thấy bối cảnh ở đây là một cái khu chợ ảnh hưởng cái bối cảnh và cái thời điểm là cái mặt trời nó đang chuẩn bị lặn, nó về trời về chiều. Có nghĩa là nhìn vô cái tấm hình mình sẽ thấy được cái bối cảnh chụp, cái thông tin về thời gian. Và những cái này là Dũng hồi nãy Dũng có chia sẻ là cái thời gian nào đẹp để chụp hình và Dũng chụp đây là khung giờ vàng. Dũng chọn một cái bối cảnh có nhiều thông tin, đây là một khu chợ ở Lê, ở Ấn Độ, ở vùng Lê Ấn Độ. Và mọi người mặc quần áo là những cái cửa sạp hàng nó treo những cái đồ, những cái nón, những cái khăn nó rất là Ấn Độ. Đó là một cái bối cảnh. Thì cho nên đó là cái yếu tố Dũng nói là khi mà mình chụp á, mình sẽ khai thác các yếu tố địa phương. Thì Dũng chia sẻ một cái câu chuyện là cách đây vài năm Dũng đi chụp ở Campuchia với một nhóm mấy anh chị. Thì lúc á, mà mình chụp ở một cái bờ hồ. Bờ hồ đó thì nó có một cái giống như một cái những cái kiến trúc cổ ở Campuchia đó. Thì buổi sáng đó tự nhiên rây rán nó rất là đẹp, rây rán rồng rắn luôn. Và mọi người thấy rây vậy đó, mọi người túa nhau sát cái bờ mép hồ luôn mà mọi người chụp. Thì lúc đó chụp ra thì cái kết quả là sao thì mọi người cũng hình dung rồi. Đó là một cái hình soi bóng, có rây rán, có bầu trời rất là đẹp. Nhưng mà theo cái quan điểm của Dũng lúc đó là Dũng không có chọn cái góc đó. Tại Dũng nghĩ ok, cái bờ hồ và rây rán đẹp thì nó có thể bất cứ đâu. Nó có thể là ở Việt Nam, nó có thể ở Singapore, Thái Lan, nó có thể bất kỳ cái vùng quê nào có bờ hồ và ngày hôm đó có trời đẹp. Thì Dũng lại chọn một cái góc chụp là Dũng đứng lùi sau hết mọi người. Dũng chụp cái cảnh là mọi người đứng ở đằng xa và ở đây nó có một cái con, nó giống như cái con sư tử đá vậy đó. Thì cái con đó là một cái nó đặc thù về địa phương, nó đặc thù về cái lịch sử của cái vùng Campuchia là hồi xưa là người ta dựng cái con đó. Thì cái hình đó nó sẽ có cái tính chất du lịch hơn là cái hình mà mọi người chụp những cái gì quá chung chung. Giống như Dũng cho mọi người coi cái bối cảnh này nè, là một cái bối cảnh rất là đặc thù ở Ấn Độ. Và cái chủ thể Dũng chọn là một cái cô cổ ngồi cổ làm đang len giữa cái phố xá mà mọi người đi qua đi lại. Chút nữa mình sẽ nói sâu hơn về cái mức độ ưu tiên của đối tượng, nhưng mà đây là Dũng sẽ cho mọi người coi là cái cách Dũng phát triển một cái bức hình như thế nào. Thì ban đầu là Dũng đi ngang qua đó, Dũng thấy cái cô đó cũng ngồi, là Dũng sẽ chú ý vô cái cô đó. Dũng chụp cái này gọi là chụp snapshot. Và hầu hết 90% những người cầm máy không phải là nhiếp ảnh gia sẽ chụp cái góc kiểu như vậy. Mình thấy gì hay mình giơ điện thoại là mình chụp. Nhưng mà đối với khi mình đã là một người chụp ảnh rồi á, mình sẽ tìm cách mình làm cái hình nó phát triển lên, nó thú vị hơn. Thì lúc đó Dũng suy nghĩ là ok, cái cô này cũng ngồi đây, thì mình muốn có một cái cách nào đó mình tạo cái sự tương phản giữa cái cô này và những cái người xung quanh. Thì bắt đầu Dũng chụp, Dũng để tốc độ chậm chậm tí cho người đi qua lại họ nhè nè. Thì cái cô này cổ vẫn ngồi yên. Thì lúc đó đây là cái hình tiếp theo Dũng phát triển. Rồi lúc đó Dũng lại nhìn nhận tiếp là ok, cái góc này nó chưa có đã, nó chưa có nhiều cho người ta thấy nhiều cái bối cảnh. Tại vì cái góc, cái frame nó chật quá. Mình nhìn ở đây mình không biết đây là cái góc phố hay cái gì. Thì bắt đầu Dũng chụp nó rộng ra. Thì ok nè, thì lúc đó Dũng chụp rộng ra, Dũng sẽ thấy ở đây là một cái dãy phố, những cái cửa hàng, nó nhiều thông tin hơn. Nó đây là một cái góc đường ở chợ. Và Dũng để ý là có một cái mặt trời nó đằng sau. Thì bắt đầu mình đứng mình canh cái frame cho nó, mình khép khẩu lại cho nó sẹt cái tia này ra.
Thì cuối cùng á, mình fix được cái bối cảnh này rồi, mình bắt đầu mình chờ thời điểm. Thì đây là một cái chiến lược khá cơ bản trong nhiếp ảnh đường phố, đó là săn bắn. Nghĩa là mình chờ, mình bấm những cái khoảnh khắc đẹp. Thì trong khoảng 3 hay 4 phút sau rồi đó, vừa Dũng chụp được cái tấm này, thì lúc đó cái người họ đi qua vừa dạt qua hai bên, cái nắng nó xiên, nó tạo cái sự thu hút vô cái chủ thể chính là cái cô ngồi đây, và tự nhiên nó có một cái tia nó sạc như vậy. Thì Dũng chia sẻ thêm á, là cái câu chuyện á, là cái tia này nó, tại sao Dũng đặt cái tia này vô đây, thì nó có một cái thuật ngữ mà Dũng cũng được chia sẻ lại thôi chứ không phải là Dũng nghĩ ra, nó gọi là cherry on top. Thì không biết ở đây có bạn nào nghe về cherry on top là bao giờ chưa, có bạn nào hiểu cái đó là nó như thế nào không? Ok, thì cherry on top có nghĩa là mình làm cái bánh á, làm cái bánh kem á, thì cái bước cuối cùng á, mình sẽ đặt cái trái cherry lên cái đỉnh cái bánh kem. Thì cái thao tác đó nó gọi là một cái thao tác rất là đơn giản, nhưng mà nó hoàn thiện cái bánh kem. Nó nhìn, nó làm cho cái bánh kem trở nên thu hút hơn. Ví dụ như một cái bánh kem trắng tự nhiên có một cái điểm nó màu đỏ, thì người ta sẽ tập trung cái sự chú ý người ta vô cái điểm màu đỏ đó. Thì nó gọi là cherry on top. Một cái hành động rất là đơn giản, nhưng mà làm cái bánh kem nó trở nên nó chỉnh chu hơn, nó trở nên nó ngon lành hơn, nó đặc biệt hơn. Thì cái cherry on top trong nhiếp ảnh là một cái từ mà Dũng được chia sẻ từ một anh nhiếp ảnh gia đường phố, gọi là, có thể nói là gọi nổi tiếng thế giới. Lúc đó anh có chia sẻ. Thì cherry on top trong cái thuật ngữ nhiếp ảnh, mà cái quan điểm nhiếp ảnh của ảnh là một cái chi tiết nhỏ trong cái hình ảnh, mà khi cái chi tiết đó nó xuất hiện, nó sẽ làm một cái bức hình bình thường trở nên độc đáo và đẹp hơn. Đó, tại vì bây giờ mọi người tự nhiên ở đây mọi người sẽ không có thấy nó cái bối cảnh này nó cũng chung chung lắm. Nhưng mà tự nhiên nó có một cái sao ở đây, mọi người sẽ tập trung ở đây, và cái sao này nó làm cái đường dẫn vô cái chủ thể chính mình muốn nhấn mạnh. Thì nó làm, thì đây là một cái tấm hình mà Dũng cũng rất là khá là tâm đắc, là nhưng mà Dũng tạo ra cái này theo cái chủ đích của Dũng. Và cái chi tiết nhỏ này á, là nó sẽ tạo, làm cho cái tấm hình nó trở nên nó hấp dẫn, nó hứng thú hơn. Nếu mà không có chi tiết này, nó vẫn là một bối cảnh, nhưng mà có cái chi tiết này, nó làm mọi người để tâm vô cái tấm hình hơn. Ok, mọi người có thắc mắc gì không thì Dũng chia sẻ tiếp. Ok đúng không? Rồi mình sẽ quay lại. Cho nên á, là sau khi mình nói cho các bạn thấy được là cái quy trình mình phát triển một cái tấm ảnh từ một cái góc nhìn bình thường lên một cái tấm nhìn mà nó chỉnh chu, nó hoàn thiện hơn, thì mình sẽ chia sẻ các bạn là cái mức độ ưu tiên trong cái bối cảnh. Thì trong cái này á, trong cái hình chụp bình thường á, nó sẽ, những cái đối tượng trong một cái bức hình nó sẽ có mức độ ưu tiên, và cái mức độ ưu tiên cao nhất lúc nào là cũng là một cái chủ thể con người đơn lẻ, chủ thể con người đơn lẻ nè. Cho nên là các bạn nhìn vô cái tấm hình này, các bạn sẽ chú ý cái người này. Tại sao? Là tại vì cái người này là đơn lẻ. Còn những cái con người xung quanh này nè, là nó giống nhau, là vì Dũng cố tình Dũng cho họ chuyển động nhà đi. Thì cái này cũng là chủ thể con người, nhưng mà gọi là có số lượng. Và nếu mà trong một cái bức hình đó, nó có con người nè, nó có con vật nè, nó có đồ vật nè, nó có cây cối gì đó, thì mình sẽ ưu tiên cái cảm xúc, cảm giác nhìn của mình á, cái thói quen nhìn của mình sẽ ưu tiên mình nhìn con người đầu tiên, sau đó tới con vật, rồi sau đó tới những cái bối cảnh xung quanh. Nó giống như là cái bức hình này đi. Đó, có phải là các bạn sẽ nhìn cái bức hình này, các bạn nhìn vô con người đầu tiên không? Các bạn nhìn vô con người đầu tiên, rồi sau đó các bạn sẽ nhìn vô những cái con vật nè. Rồi sau đó mình mới nhìn vô cái background. Cho nên nếu mà mình hiểu được cái mức độ ưu tiên đó, mình sẽ đặt cái đối tượng chủ thể của mình vào cái điểm mạnh nhất trong bức hình. Có thể là nó ngay giữa tấm hình, có thể là nó ngay cái điểm giao 1/3. Điểm giao 1/3 thì thường có thể đặt ở đây hoặc đây. Giống như cái bức hình này cũng vậy. Có nghĩa là đây là một cái chủ thể rất là mạnh, nhưng mà vẫn là một cái chủ thể tỉnh. Đây là không phải là chủ thể sống, đây là chủ thể tỉnh, đây là chủ thể chết. Nhưng mà đây là cái chủ thể động nè, là con người nè. Thì con người mình đặt những cái yếu tố về màu sắc, về mình sẽ đặt họ vô những cái điểm mà trọng tâm nhất của bức hình.
Thì bây giờ bạn nhìn vô cái bối cảnh này, ok, bạn sẽ thấy được cái câu chuyện. Tại vì ok, đây là một cái góc ảnh Dũng chụp ở Campuchia. Và tại sao là Campuchia? Là tại vì nó có cái tượng này. Cái tượng này là một cái giống như một cái công trình từ rất là ngàn năm của Campuchia. Họ để lại nó về. Thì cái cô này cô đứng cổ cầu nguyện. Thì đây là cái sự tương tác giữa con người và bối cảnh. Và vì nó có những cái yếu tố đó, nó làm cái câu chuyện nó rõ ràng hơn. Nó làm cái câu chuyện nó thu hút hơn. Hay là nó thu hút hơn. Rồi đó, thì cái này là cái Dũng nói nè, sử dụng những cái thủ thuật nhiếp ảnh để tạo sự độc đáo. Có nghĩa là Dũng có thể Dũng phơi, Dũng có thể Dũng mở khẩu, Dũng tạo bokeh, Dũng có thể Dũng để những cái tiền cảnh ở gần nó hơi nhè nhè để Dũng lấy cái bokeh phía xa phía trước để người ta nhìn vô cái đối tượng phía sau, hay là Dũng phơi cho cái hình nó mượt mà nó ấn tượng hơn, hay là Dũng có thể Dũng khép khẩu để cho cái tia nó sẹt ra vậy, và những cái này làm người ta chú ý vô một cái chi tiết nào đó trong tấm hình. Thì đó là cái cách thủ thuật đưa cái thủ thuật nhiếp ảnh để tạo cái sự độc đáo. Nó khác với những cái người chụp travel blogger hay là những cái bạn mà chụp du lịch bình thường, là khi mà bạn nhiếp ảnh gia, bạn sẽ trang bị cho bạn nhiều đồ chơi, nhiều kỹ năng, nhiều kỹ thuật hơn để bạn có thể bạn vận dụng vô một cái tấm hình. Còn thế có nghĩa là mình không có nói là cái nhiếp ảnh gia là sẽ hơn, nhưng mà những cái bạn khác không phải là nhiếp ảnh gia có thể là họ sẽ tập trung vào cái câu chuyện họ kể hơn. Còn mình là người chụp hình, mình sẽ tập trung vào cái tấm hình của mình nó trở nên ấn tượng hơn, nhiều hơn bằng cái cách là mình trang bị nhiều kỹ năng cho bản thân mình. Đó rồi, hay là cái tấm này nè. Ok, nếu mà cái bức ảnh này nó là một cái bức ảnh không bình thường, chụp không có phơi thì nó cũng rất bình thường, thậm chí là nó không có ấn tượng gì hết luôn. Nhưng mà vì nó Dũng phơi, ok, nếu mà không có con người ở đây thì các bạn thấy ok, nó vẫn là một cái tấm hình không phải là quá đẹp, nhưng mà nó tấm hình ok. Nhưng mà vì Dũng thấy nó thiếu, cho nên nó là Dũng để ý là ở đây là có một cái đèn để soi cái khu vực này nè, thì mình khép khẩu lại, cái đèn nó sẹt ra tia, và mình đặt một cái chủ thể con người vô cái bối cảnh này. Đây là đường dẫn, nó dẫn vô đây, ở đây nó bị chặn lại đó. Thì cái chị này là một cái chị đi chơi chung nhóm thôi, rồi mình nói ok cái này đẹp quá, nhưng mà tự nhiên thiếu con người vô, thì chị vô chị ngồi đi, em chụp cho chị tấm này đó. Thì cái chị này cho nên là nó mới có cái bức ảnh này, và vì nó xuất hiện cái con người ở đây, nó làm cái bức ảnh nó có sự thu hút hơn. Còn ngoài ra là cái chuyện là các bạn để ý là lúc nào bên tay phải hay lúc nào bên góc hình á, Dũng cũng sẽ để những cái chi tiết giống như vậy. Cái này Dũng gọi nó là điểm chặn. Điểm chặn là sao? Là theo cái thói quen nhìn của con người á, mình sẽ xu hướng là mình nhìn từ trên xuống dưới, từ trái qua bên phải. Cho nên nếu mà đây là một cái bối cảnh bình thường, nó không có một cái gì nó quá thu hút ở đây á, thì cái tầm nhìn của con người á, có xu hướng họ nhìn ra ngoài đây, họ lạc mất cái sự tập trung vô cái tấm ảnh. Cho nên nó có thể là thường mấy cái góc vậy nè, Dũng sẽ tìm một cái đối tượng nào nó mạnh, cái đối tượng mặt trời hay là cái đối tượng tia sao cái gì đó, Dũng cũng để đây là để làm sao để mình chặn cái tầm mắt của người ta. Khi người ta nhìn cái tấm hình ở đây, người ta chú ý vô chủ thể chính, người ta nhìn qua bên đây, người ta bị chặn lại. Thì lúc nào cái tầm nhìn của con mắt của mình nó cũng luẩn quẩn ở giữa cái tấm hình hết. Và vô tình nó sẽ tạo lên một cái sự thu hút mà người ta không nhận ra. Có nghĩa là tại sao một cái tấm hình nào đó vô tình bạn nhìn vô nó rất là thu hút. Tại vì nó có những cái yếu tố để giữ con mắt người ở lại cái tấm hình đó lâu hơn. Thì đó là những cái đương nhiên là trong cái nhiếp ảnh nó có nhiều cái cách, nhiều những cái khoảnh khắc đẹp, những cái điểm hiệu ứng đặc biệt, rất nhiều cách. Nhưng mà đối với Dũng, khi mà Dũng áp dụng kỹ thuật á, thì những cái yếu tố này là những yếu tố Dũng chủ động được. Dũng chọn, Dũng đứng cái góc máy nào nó ok đó, nó trọn vẹn. Kể cả khi Dũng không nói gì thì người ta vẫn mường tượng được cái bối cảnh và cái câu chuyện đó. Ok, cái anh này ảnh câu cá giữa một cái lúc mà bình minh nó vừa hừng lên, cái yếu tố thời gian, cái yếu tố màu sắc ánh sáng bầu trời nó đặc biệt. Rồi
nó có một cái chủ thể chính nó gây cái sự thu hút, hay là như cái tấm hình này nè là mặt trời nó vừa lên rồi, nhưng mà cái yếu tố làm nên cái cherry on top mà Dũng nói là giờ mình những cái con ốc ở đây, và ở đây là mình đi chụp rất là đông người, nhưng mà mình để ý có một cái chi tiết này và mình cố gắng là mình chụp cho người ta thấy là cái tiền cảnh mình có một vài con ốc, mình bỏ vài con ốc, mình gom mấy con ốc ở xung quanh cho được 2-3 con thì mình bỏ ngay đây mình chụp. Thì lúc đó người ta sẽ có cái sự liên tưởng, ok cái cậu này, cậu đó lội xuống đây làm gì. Cho nên là trong một cái bức hình á, nó càng nhiều thông tin á, thì á, và mình không cần giải thích quá nhiều, hoặc là khi mà mình giải thích rồi người, nó sẽ làm cho người ta ấn tượng hơn. Đó là cái cách mà Dũng chụp ảnh du lịch. Thì đối với Dũng, những cái hình ảnh Dũng cho các bạn coi là những cái hình ảnh Dũng chủ động, Dũng tạo ra để cho người ta xem nó được hấp dẫn hơn. Qua phần tiếp theo mình dành vài phút giao lưu với anh em. Anh em có thắc mắc, có câu hỏi gì để giao lưu với mình không? Tại vì ở đây mình cũng có nói rồi, ở đây có vài phần quà. Thì ok. Có cái mic cho cái anh ở dưới. Ok. Hỏi hay giao lưu gì cũng được. Thì trước khi mình qua cái phần tiếp theo thôi, chứ là để Dũng relax một tí. Nó cho khoảng một tuần đi. Thì em sẽ đem những cái bộ nào để có thể làm hết trong một tuần đó. Thì giống như bây giờ mình nói đơn giản đi, những cái mình chụp phong cảnh thì góc rộng thì mình sẽ cầm 16-35, hay là những cái tiêu cự gần như đó, hay là mình chụp đời thường thì mình sẽ cần những cái tiêu cự giống cỡ 24-70, và mình chụp giống như là phong cảnh đồi núi mình sẽ cầm tele, thì đâm ra là trước mắt là mình phải giải quyết được cái dãy tiêu cự đó đã. Thì mình sẽ, em sẽ, nếu mà em đi cái chuyến đó em xác định là em có những cái đối tượng đó, là em phải cover đủ hết những cái tiêu cự đủ để em sáng tác trước, thì cái đó là cái về cái máy và cái ống kính trước. Rồi sau đó là với cái máy và cái ống kính đó em sẽ đem cái loại phụ kiện filter hay là accessory nào phù hợp với cái thiết bị đó, thì lúc đó em mới chọn ok là tôi sẽ đem cái này, hay là tôi đem cái này. Rồi sau đó nữa là mình ánh tới ánh sáng, thì coi như là em, quan điểm là em đem đầy đủ nhất có thể và gọn nhất có thể. Lúc đó em sẽ tính toán là ok, cái thiết bị nào trên thị trường giải quyết cho em cái vấn đề đó thì em sẽ đem thiết bị đó. Không, anh muốn hỏi là em đem cái gì luôn á. Có nghĩa là em sẽ list ra một cái bộ mà em đã từng làm trong 7 ngày. Và chính xác là cái bộ đó. Thì lúc ta chỉ cần cái kinh nghiệm của em thì ta chỉ cần... Giống như là do chuyến rồi em đi du lịch đúng không? Đi du lịch em đem hai con len thôi, hai len là con 17-50 và một con là con 70-200. Tại vì em đã đi rồi, tại vì 17-50 rồi từ 70-200 là nó hai len đó là đối với em là đủ rồi. Pin thì đối với cái pin FW50 là cái thế hệ Sony cũ á, là em đem tới 8 cục lần, nhiều khi 9 cục lần, nhưng mà cái pin mới em đem có 2 cục, là tại vì một cục pin mới nó bằng 2-3 cục pin cũ. Và trong cái quá trình mà mình chụp, mình vẫn có thể mình cắm cái pin đó mình sạc dự phòng được. Đó, và tại vì giống như Sony á, những cái body đời sau á, là nó sạc thay si trực tiếp, nó sạc rất là tiện. Nó sạc trực tiếp luôn, lúc mà ngồi xe, ngồi gì á, mình cắm sạc dự phòng mình sạc luôn. Cho nên mình mới nói á, ok, nhiều khi mình so sánh nha, chất lượng RAW nha, giữa một con A7R2 và một con A7R5 thì nó có chênh lệch đâu đó khoảng 5-6 lần giá không? Đó, thì thật ra mình nói là nó trên lệch cao lắm là khoảng 10-15% thôi. Nhưng mà bù lại á, những cái con thế hệ sau á, nó cho mình cái gì? Nó cho mình cái pin trâu hơn, nó cho mình cái khả năng lấy nét tốt hơn. Nó không chỉ là lấy nét người, nó lấy nét được côn trùng, nó lấy nét được cái chủ thể, giống như là cái bối cảnh hồi nãy mà em chụp cái người mà đi qua đi lại á. Đó thì á, những cái body đời sau nè, ví dụ mình lóc một cái chủ thể đó, người đi qua đi lại nó vẫn giữ cái focus vô cái chủ thể đó. Còn cái body cũ á, người đi qua là tự nhiên nó focus chủ thể gần. Thì đó là những cái tính năng mà những cái thế hệ máy sau nó hỗ trợ. Thì đương nhiên hồi xưa á, em cầm body A7R2, A7R em chụp
thì gần như là em chụp chủ thể chỉnh tỉnh không à, em chụp phơi, em chụp nhà cửa, em chụp, thì chút nữa em cho mọi người coi những cái bộ ảnh cũ Hồng Kông em chụp, có nghĩa là nó không có cái tính chất cần phải có lấy nét nhiều, mà những cái bộ ảnh sau này em chụp rất là đa dạng, có đường phố, có phong cảnh, có đời thường, có Milky Way, có gì nó đầy đủ hết, là tại vì những cái tính năng, những cái hệ thống mới cho phép, hay là nó có thể nó cho phép em ok em mở rộng màn hình như vậy để em quay vlog. Cái hồi xưa là quay vlog rất là cực, quay có này là mình phải tự nhiên mình cầm thêm cái điện thoại hay cái action cam gì đó, mình cầm 2-3 thiết bị, còn giờ nó gọn hơn. Ok, à, cảm ơn em. Ok, để cái này là chốt hết. Ok rồi. Đối với những cái điện thoại mà không phải của Sony nha, thì mình sẽ xài cái app là Monitor Pro, và cái đó nó có bản tốn phí, và cái recording của nó đó thì nó cũng giới hạn, nó chưa được tới Full HD đâu, nó được đâu đó khoảng gần 720, là nó thu trực tiếp từ màn hình của cái con điện thoại lên cái điện thoại luôn. Nhưng mà nếu mà đối với những cái dòng máy Xperia của Sony nha, nó có cái app riêng, nó kết nối được Xperia với body của Sony Alpha, và nó làm màn hình mở rộng được. Ví dụ như con 1 Mark 5 này đó, nó kết nối được với những cái body Sony Alpha, nó lưu được Full HD, thì cái footage lưu ra nó cao hơn. Nó đương nhiên là em vẫn có những cái thiết bị nó cao cấp hơn, giống như những cái con Ninja V, Atmos Ninja, nó lưu được 4K cái gì nữa, nhưng mà nó gấp mấy lần giá. Và đương nhiên cái điện thoại thì nó giải quyết cho em được nhiều thứ hơn, cho nên hiện tại theo cái giải pháp của anh là những cái thiết bị này nó đa năng, và nó đương nhiên nó ở cái mức độ thông số đủ để mình xài, chứ nó không phải là quá chuyên nghiệp, nhưng mà nó giải quyết được nhiều thứ. Thì cái chia sẻ là nếu em xài những hệ thống khác thì em sẽ phải mua một cái app, còn nếu mà em xài của Sony thì đây là một cái tính năng, một cái app Sony nó cho phép liên kết hai cái màn hình bằng cái dây cáp giống vậy. Ok. Như Dũng nói là sử dụng những cái điện thoại như vậy á, nó sẽ hỗ trợ cho Dũng nhiều trong cái quá trình sáng tác cũng như là lấy tư liệu. Dạ. Thì Dũng có thể nào mà chia sẻ thêm là trong cái xu hướng trong cái tương lai, cái dự đoán của Dũng trong tương lai là những cái bạn mà không phải là chuyên nghiệp, tức là chưa vô pro mà đang đi tìm cảm hứng thì họ có sử dụng những cái biện pháp giống như Dũng đang làm đó, để tạo ra những cái bức ảnh mà có thể gọi là chia sẻ liền hoặc là chia sẻ thời gian thực, ví dụ như là stream chẳng hạn, tức là vừa quay bằng cái máy ảnh đó nhưng mà dùng cái điện thoại đó stream trực tiếp lên để chia sẻ với bạn bè. Nếu mà đó là những cái bạn mà có cái tính chia sẻ và cái tính du lịch, chứ không phải là nói với những bạn là làm thương mại. Ok, thì em chia sẻ cái ý của anh Long như thế này. Cái dòng điện thoại Xperia nó có một cái tính năng là ngoài cái chuyện làm màn hình rồi, nó còn có một cái tính năng là nó cho phép livestream trực tiếp luôn. Và bản thân cái điện thoại nó là một cái thiết bị phát 4G, 5G rồi, lúc nào nó cũng có internet hết. Có nghĩa là nó lấy hình ảnh ở đây là nó stream thẳng lên trên YouTube hay là Facebook cho mình được. Giống như mình nói là lúc trước á, mình đi chụp ở một cái ngày National Day của Singapore, mình chụp pháo hoa, mình đứng ở trên cái tòa mà Marina Bay Sands, mình chụp toàn cảnh thành phố và thấy pháo hoa bắn lên, mình rất là muốn stream cái đó cho mọi người coi theo cái góc nhìn của camera luôn nha. Nhưng mà lúc đó cái thiết bị nó không có cho phép mình làm cái chuyện đó. Còn bây giờ cái bộ như vậy nè, bạn thấy gọn nhẹ không, không có pin, không có gì hết, và cái bộ này nó có thể nó làm livestream được, nó không cần gì hết. Đó, đây là những cái công nghệ riêng của máy Sony và điện thoại Sony với nhau. Còn về cái xu hướng tương lai thì theo cái quan sát của em trong vài năm nay là điện thoại cứ sau một năm nó ra một chip CPU mới, thì cái con CPU mới lúc nào nó cũng mạnh hơn cái con CPU đời trước đó ít nhất từ 20-30%. Cho nên là hồi xưa cái chuyện mà các bạn suy nghĩ là cầm một cái điện thoại các bạn có thể chỉnh RAW được không, các bạn có thể ghép video được không,
Hồi xưa là cái điện thoại nó không có đủ sức mạnh để nó làm chuyện đó. Còn bây giờ mình nói là mình tưởng tượng những cái chuyến vừa rồi có những cái mình lấy ro con A7R5, cái con A7R5 một cái file ro gần cả 100 MB. Lightroom nó kéo cái rẹt, nó xúc cái rẹt. Hay là cấp kết nó xúc một cái video dạng như là reel khoảng 15-20 giây, nó xúc cũng cái rẹt. Và trong khi cái sụt là sụt từ 4K nó đẩy lên, có nghĩa là bây giờ các bạn mà gắn cái này á, cái điện thoại nó nhận cái camera này nè là một cái ổ cứng luôn, có nghĩa là nó đọc file trực tiếp từ đây, nó đọc ra vào các bạn có thể nó bỏ vô cấp kết, các bạn dựng ngay video trực tiếp ở thời điểm đó. Cho nên càng về sau á, theo cái xu hướng thì cái điện thoại nó sẽ càng mạnh và nó sẽ giảm dần cái sự chênh lệch về phần cứng so với một cái laptop. Và thay vì các bạn cầm một cái thứ mà nó rất là cồng kềnh, nó không có lúc nào cũng xài được, thì cái này từ từ nó sẽ thay thế được. Giống như bây giờ nói một cái chuyện đơn giản ấy, mình nói là nhiều khi là bây giờ cái điện thoại của các bạn xài, cái RAM của nó đó, nó còn nhiều hơn cái máy tính bạn xài nếu mà cái máy tính của bạn là thế hệ cũ. Ok. Ý của anh là liệu tương lai gần có một cái line nhiếp ảnh mới hay không? Tức là cái nhiếp ảnh đang liền, thay vì là chúng ta đang chụp và chúng ta sẽ hậu kỳ và chúng ta sẽ làm rất chỉnh chu, đó là nhiếp ảnh thương mại, hoặc là nhiếp ảnh chụp chơi chơi là cái phổ thông thường hay để tạo cảm hứng, nhưng nó sẽ có một cái line là thương mại bằng di động, tức là làm rất là nhanh rồi. Nếu mà nói về di động nha, những năm gần đây á, là các bạn thấy xu hướng là bắt đầu đẩy được những cái con sensor 1 inch lên điện thoại, hoặc là những cái con sensor nhỏ hơn nhưng có chất lượng chụp như sensor 1 inch. Điều này nó như thế nào? Điều này có ý nghĩa là chất lượng cái camera điện thoại bây giờ nó có thể nó ngang hàng với những con compact, và cái điện thoại chắc chắn nó làm được nhiều chuyện hơn cái con compact. Tại sao hồi xưa mình mua compact? Tại vì nó gọn, lúc nào nó cũng ready để mình shoot, ready for shoot, lúc nào nó cũng trong túi mình rút ra mình shoot liền. Mà rõ ràng về sau nếu mà trong túi các bạn có một cái điện thoại, một con compact rồi các bạn cầm thêm một cái máy ảnh nữa, thì nó cũng mang quá nhiều thiết bị rồi, action cam nữa, nó quá nhiều thiết bị để các bạn phải quản lý trong một cái chuyến đi. Cho nên là mình vẫn đánh giá là mình, nếu mà mình được chọn, mình sẽ chọn những cái con điện thoại flagship có khả năng chụp hình, có khả năng giải quyết cho mình nhiều vấn đề. Thì nó giống như mình nói là một cái thao tác rất là nhỏ, rất là đơn giản thôi, của những cái điện thoại thiết kế cho cái việc chụp hình. Đó là thí dụ cái điện thoại nó đang tắt nè, đây cái điện thoại nó đang tắt à, thì cái con này nó có alo mày, thì cái này nó đang tắt đi, alo, cái này nó đang tắt đi. Thì đây là cái phím chụp cứng nè, mình đè cái phím này 2 giây là nó bật cái màn hình chụp cho mình, có nghĩa là nó nhanh tới mức Dũng có thể, Dũng nói là Dũng đang trong túi nè, Dũng thấy cái gì tức thì Dũng rút ra, 2 giây là Dũng ra đi, Dũng sốt và Dũng sốt với một cái tốc độ rất là nhanh. Ví dụ như Dũng nói là đây là chụp liên tục nè, nó đâu khác gì với là cái máy ảnh mà đó thì mình ý mình nói là càng về sau này những cái giải pháp điện thoại này nó sẽ thay thế dần cái compact, và có thể là nó sẽ phân ra rõ luôn, một đó là chụp snapshot, chụp lấy tư liệu, lấy khoảnh khắc à, thì những cái này đã đủ rồi, 1 inch là đủ chất lượng rồi. Còn những cái thể loại mà chụp nâng cao hơn là vẫn là phải full frame, vẫn là máy ảnh, nhưng mà cái này nó mất thời gian chuẩn bị hơn. Còn này đó giống như mình nói là 1 giây tới 2 giây mình thấy cái gì đặc biệt là mình rút ra, là mình đè cái nút này là mình bắt đầu bịch cạch được rồi. Vậy là mình sẽ có một sự kết hợp. Đúng rồi, mình sẽ có một cái sự giao thoa. Cho nên là những cái con compact sau này anh thấy là cái nhu cầu của nó chuyển dịch, nó không phải là để nó chụp hình không, mà nó chuyển dịch qua làm vlog hay là làm camera. Có nghĩa là bây giờ mình lấy cái con compact như mấy con ZV mình gắn vô laptop thì mình làm một cái camera chất lượng để mình livestream, hơn là chuyện là mình xài cái con compact đó để mình đi sáng tác. Tại vì cái chuyện sáng tác đó thì cái điện thoại bây giờ nó bắt đầu nó tích hợp được những con sensor gọi là chất lượng hơn, và cái CPU nó xử lý được những cái hình ảnh đó. Ngày xưa cái điện thoại nó không có mạnh về nhiếp ảnh, lý do đơn giản nhất là con CPU nó chưa có đủ mạnh. Tại vì những cái thuật toán mình gọi là nhiếp ảnh điện toán á, như là chồng hình, như là khử noi, như là làm nét, thì nó cần CPU để nó xử lý. Thì lúc đó là cái CPU của cái laptop á, ủa lộn, cái điện thoại nó còn yếu quá, nó không có chồng được. Còn bây giờ nhiều khi các bạn bấm một tấm á, nó có thể là nó chụp 9 tấm rồi nó chồng lại ngay lập tức, nó cho ra các bạn ra kết quả luôn. Thì càng về sau CPU nó càng mạnh thì nó sẽ xử lý cái chuyện nó càng nhanh, và nó sẽ rút lại cái giới hạn của cái việc xử lý hình.
giống như bây giờ các mình nói thiệt á là nhiều cái điện thoại chụp ăn liền á, chất lượng nhìn sơ á nó đẹp hơn cái máy ảnh. Tại sao? Là cái máy ảnh bạn phải bỏ ro vô bạn chỉnh, còn cái kia là nó chỉnh thẳng cho bạn rồi, nó app reset thẳng luôn, mình chụp cái nó ra liền. Thì cái điện thoại trong tương lai á, mình vẫn tin tưởng là nó sẽ có một cái cách nào đó nó đi theo cái hướng công nghệ của cái máy ảnh trong tương lai, nó có một cái giải pháp nó đi theo cái hướng công nghệ của cái điện thoại, có nghĩa là nó sẽ bắt đầu nó dùng những cái con chip xử lý hình ảnh có CPU nó mạnh hơn, có thể nó trồng HDR, nó trồng pano, nó ghép trực tiếp từ trong máy luôn. Dũng tin là khi mà họ nhét được cái con chip giống như cái điện thoại vô đây để nó làm xử lý ảnh luôn, giống như là bây giờ mình bắn cái file RAW qua cái điện thoại để mình kéo trên RAW trên Lightroom, thì bây giờ nhiều khi là các bạn thấy những cái con R5 đó, nó bắt đầu có xu hướng rồi, có nghĩa là cái option chỉnh contrast rồi màu và highlight shadow nó cho mình chỉnh nhiều thứ hơn trên cái điện thoại, mình set nhiều thứ để mình chụp ra cái tấm hình giống ý mình từ trong máy luôn. Chứ những cái đời trước đó những cái setting nó rất là basic, còn những cái đời sau này bắt đầu những cái setting để tinh chỉnh RAW nó cho mình nhiều lắm, như là một cái thanh kéo Lightroom cơ bản vậy đó. Rồi ok, Dũng đi tiếp cái phần này ha. Thì Dũng sẽ chia sẻ với các bạn là cái bộ ảnh Dũng chụp ở Lê. Thì khi mà mình chụp để cho cái bộ ảnh mình nó đa dạng, nó phong phú, thì cùng một đối tượng chụp Dũng sẽ có xu hướng Dũng khai thác nó nhiều góc độ. Giống như là ok, đây là một cái bức tượng, Dũng chụp chính diện nè, Dũng sẽ chụp ở phía chéo một chút, thì nó có hai góc. Và Dũng cố gắng Dũng chụp một cái chủ thể này, các bạn thấy không, 1, 2, 3, mình khai thác những cái góc độ khác nhau, những cái khoảng thời gian khác nhau. Giống như là cũng bức này, nhưng mà một bức là chụp buổi sáng nắng sáng, một bức chụp nắng chiều nữa, mình thấy cái nắng nó chiếu hai bên không, tại lúc một bức là nó nắng bên đây nó chiếu qua, nắng bên đây nó chiếu qua, còn một bức là nắng bên đây nó chiếu lại. Thì khi mà Dũng đưa ra một chủ thể này, Dũng sẽ cố gắng Dũng đưa 2 hay 3 góc chụp. Đây là cũng là một góc chính diện, nhưng mà Dũng chụp ngược mặt trời, có tia có ray. Rồi mình có thể mình khai thác một cái địa điểm chụp bằng cái cách mà mình di chuyển, mình chụp từ ngoài vào trong. Đây là trong cái chính điện, cái tượng Phật trong chính điện. Thì các bạn luôn luôn có xu hướng, bạn thấy Dũng chụp cùng một chủ đề ít nhất là 5 tấm, từ 3 tới 5 tấm. Thì như vậy nó sẽ khai thác được một cái địa điểm nó đa chiều hơn. Đây là cái khuôn viên ở ngoài. Rồi Dũng cũng sẽ chụp cận vô những cái họa tiết, những cái bên trong cái ngôi đền, những cái bức phù điêu. Đó, rồi đây là một sư, ở đây có một cái bức phù điêu lớn nè, mình chụp. Thì rồi cái người đi thăm cái tu viện đó, họ bắt đầu họ quay cái này để họ cầu chúc những cái may mắn. Thì cái câu chuyện đó là khi mà họ cầu nguyện đó, họ xoay cái này nè, thì cái lời cầu nguyện nó sẽ được bay ra tứ phương, nó bay vô không trung, nó bay vậy này. Thì nó là một cái hình ảnh này Dũng nghĩ nó cũng rất là du lịch, tại vì nó cho thông tin, nó cho thấy là cái người này đang làm cái gì. Là những đây là những cái bức phù điêu Dũng thấy nè. Đương nhiên là Dũng cũng không có tìm hiểu quá sâu về Phật giáo, nhưng mà Dũng cố gắng là Dũng chụp trọn vẹn nè. Các bạn thấy là lúc nào Dũng cũng canh cái frame nó vừa. Đây thì Dũng nhớ đây là những cái bức tượng Phật. Thì trong đây có một bức là của cái vị Lạt Ma hiện tại đang tại thế nè. Đó thì cho đây là cái khu sinh hoạt, thì nó có cái hình của bức Đức Đại Lai Lạt Ma ở giữa chính điện. Thì trong cái khung này Dũng nhớ là đâu là cái bức này có nghĩa là ổng là cái người chuyển sinh từ cái tượng này. Dũng có một cái tấm chụp xác ở đây Dũng quên bỏ vô rồi, đó là từ cái vị Phật này ổng chuyển sinh ra. Đó thì đây là một cái bức tượng, thì nó Dũng nhớ này nó gọi là The Protector, là người bảo vệ. Thì cái pho tượng này lúc nào người ta cũng che cái mặt nạ này, che cái mặt cái pho tượng này, tại vì cái ông thần này nó rất là dữ. Và ông thần và trong một năm thì như họ chỉ bỏ cái khăn này ra có vài ngày thôi, Dũng không có chụp được cái khoảnh khắc. Nhưng mà khi mà Dũng bắt đầu Dũng tiếp cận, Dũng chụp vô, nó cũng tạo ra một cái cảm giác rất là, lúc mà mình chụp á, cái cảm giác lúc mà mình nắm máy mình rất là hơi ớn ớn. Thì
cái pho tượng này nếu mà các bạn tìm hiểu là tượng Phật như là ngàn tay gì đó rồi và rất là hạn chế là nhìn vô cái mặt. Rồi Dũng cũng có những cái Dũng đi cái này là trên xe thôi, xe chạy thì Dũng thấy những cái bóng nắng thì lúc đó trong đầu mình đó là mình nghĩ là mình sẽ dìm sáng chút một chút để mình highlight lên những cái đường nét, những cái họa tiết này nè. Thì lúc mà mình thấy những cái bối cảnh này, tự nhiên trong đầu mình liên tưởng tới một cái anh nhiếp ảnh gia rất là nổi tiếng là anh Ansel Adam. Thì cái chú này chuyên chụp về ảnh trắng đen ở những cái vườn quốc gia ở Mỹ á, Yosemite. Nhưng mà chú sẽ chuyển cái hình này sang trắng đen, còn mình á là cái phong cách của mình là mình chơi ảnh màu, cho nên mình chụp theo cái dạng contrast trắng đen nhưng mà nó là ảnh màu. Thì các bạn thấy là những cái đường nét này nó cũng hay. Và Dũng luôn luôn cố gắng là cùng một cái chủ đề Dũng chụp 5 tấm này, các bạn thấy không? Đó, nó tạo ra những cái đường nét rất là hay. Coi như là cái cách chụp hiện tại của Dũng chụp rất là linh hoạt. Cái gì Dũng cũng chụp, cái gì Dũng thấy đẹp là Dũng chụp. Và Dũng cố gắng Dũng khai thác nhiều cái góc độ khác nhau để nó ra một cái bộ ảnh nhỏ trong một cái tổng thể lớn. Nguyên cái bộ hình này nó là một cái bộ hình Dũng chụp ở Lê La Đắc, nhưng mà trong cái bộ hình này nó có khoảng đâu đó 7 hay 8 bộ hình nhỏ, và mỗi bộ hình nó sẽ từ 3 tới 5 tấm. Đó, thì cái này là Dũng cũng có những cái cách Dũng đưa những người bạn của Dũng vô cái câu chuyện. Thì cái trip đầu tiên á, Dũng sẽ xài một cái lens ở tiêu cự tầm trung trung, Dũng nhớ là Dũng cầm con 20-70. Và lúc đó hầu hết cái hình ảnh của Dũng á, khi mà người ta nhìn vô, người ta sẽ thấy là đây là cái góc ảnh tư liệu, cái góc ảnh kể chuyện, giống như là mình chụp, tại vì cái góc ảnh tầm trung nó rất là gần gũi. Đó, thì mình đưa bạn bè mình vô mình chụp những cái bối cảnh này. Đó thì đây là một cái hoàng hôn, và mình cũng đưa cái cặp này là bạn của mình vô làm mẫu đi để Dũng chụp một tấm. Thì đây là cái cảnh Lê về đêm mới lên đèn, có mặt trời nó vừa mới lặn thì nó có ray ở đây. Cái Dũng chia sẻ là Dũng đi cái địa điểm này 2 lần, và 2 lần là Dũng chụp tập trung vào một cái thiết bị lens tiêu cự khác nhau. Có nghĩa là cái lần đầu là Dũng cầm chính là cái con 20-70, và mình di chuyển là bằng mô tô, cho nên là mình không có thay lens được. Lúc đó là mình chỉ mở ống kính ra, mình cầm sẵn nha, mình dơ là mình chụp thôi, mình chụp trong cái quá trình mà mình đi mô tô. Cho nên là gần như là cái bộ ảnh đầu á, nó cái góc nhìn của nó rất là tư liệu. Và khi mà Dũng chia sẻ cái bộ ảnh đầu á, thì cũng có nhiều anh chị bạn bè góp ý là ok, nó cũng ấn tượng nhưng mà nó không giống Dũng. Tại vì mà mọi người đã quen cái hình ảnh của Dũng chụp á là từ góc rộng rồi, từ những cái cảnh landscape. Thì cái bộ ảnh sau của Dũng á là Dũng mới bắt đầu Dũng đi lại cái điểm đó, nhưng mà Dũng cầm một cái lens khác, là cái lens 17-50 này nè. Thì cái tiêu cự đó nó phát huy cái phong cách chụp của Dũng tốt hơn, tại đó giờ là Dũng ít chụp ở cái tiêu cự tầm giữa lắm. Nếu mà trong 3 cái lens 16-35, 24-70 và 70-200, nhiều khi là Dũng bỏ luôn con 24-70 là Dũng chỉ chụp thương mại hay là Dũng chụp dự án đồ thôi, chứ gần như là Dũng chụp Dũng có xu hướng là Dũng chụp thật là rộng hoặc là zoom. Đây là giống như ở đây, giống như hồi nãy mình có kể chuyện, đây là một cái chủ thể chính, đây là đường 1/3 nè, đây là đường 1/3 nè. Thì khi mà bạn nhìn vô cái tấm hình này, bạn sẽ tập trung vô con người đầu tiên, rồi sau đó bạn sẽ tập trung vô những cái con vật, rồi mới tới cái bối cảnh. Thì đây là một cái hình mà đối với Dũng nó rất là du lịch, nó có thông tin về bối cảnh, về thời gian. Thì các bạn thấy cái nắng nó vàng vàng là nó phải là nắng chiều, nắng chiều vàng dần dịu dịu. Rồi đây là một cái khúc bờ, khúc sông nhỏ, và một cái người bạn đứng ở đây là làm cái chủ đề cho mình chụp. Thì những cái tấm hình này Dũng rất là thích sáng tác, tại sao là nó rất là rõ ràng rồi, nhìn vô một cái là mình có câu chuyện, mình có bối cảnh rồi. Rồi Dũng cũng có thể chụp những cái con vật bản địa. Thì đây là những cái con mammoth, con sóc đất. Và cái con này các bạn coi TikTok đó, sẽ hay gặp nó. Cái con mà đưa bánh cookie chạy ra đấm nhau đi giành cái bánh. Thì nó rất là thân thiện, mình cũng chạy ra mình nựng nó đó, rồi và mình có thể tiếp cận nó rất là gần. Thì những cái bộ này là mình chụp bằng con tê lê.
đó thì cho nên là mình mới vô sát được, mình cho các bạn thấy là những cái chi tiết, những cái hành động đó mà nó cũng rất là dễ thương, hai con nhìn hai hướng đó. Rồi tới những cái con la thì cái góc này là một cái góc chân dung, và mình cố gắng là mình để cái thùng này ở đây, tại mình thấy là nó gặm cái thùng này, các bạn thấy cái ben không, nó cạp cái thùng này, mình thấy thú vị cái này quá cho nên mới chụp cái góc này đó. Rồi đây là một cái bối cảnh cái chuồng ngựa buổi sáng, là lúc đó mặt trời nó vừa mới lên, nắng nó xiên xuống nè đó. Và mình cũng khai thác 2-3 tấm ở cái khu vực này. Rồi trên cái hành trình mình đi, mình cũng gặp những cái con dê núi, rồi những cái người chăn dê núi rồi hay bò, nói chung là mình chụp cũng thì đây là những cái mình nói là nó cũng mang cái tính chất local, là những cái sinh vật, những cái sinh hoạt, những cái con người sống ở cái khu vực này. Mấy con chim lúc đó là cái lúc này á, mình cũng không có xác định là mình đem tê lê đâu nha, mà tự nhiên cái lúc cuối cùng á, trước khi đi á, nói thôi kiểu nào cũng phải nhét một con tê lê nhẹ nhẹ, thì cuối cùng mình nhét con 7200 tam ron cái phiến đầu, cuối cùng là nhờ vậy mình mới có được những cái khung cảnh nó cũng dễ thương vậy. Chứ lúc đó nếu mà các bạn nghĩ á, ok mình đi road trip, có nghĩa là mình đi trên mô tô, mình không có cần tê lê đâu, thì cuối cùng là mình bỏ lỡ những cái này. Thì trong cái quá trình mình đi road trip, mình phát hiện là ok, cái vùng này chim nó quá trời luôn, và nó đậu khắp mọi nơi. Thì mình thấy có những cái hàng rào đó, nó đậu lên rồi mình chụp. Và sau này mình thấy cái này giống như là cái gì, tiếng chim hót trong bụi mượn gai ấy. Cái vùng này nó rất là sỏi đá, những cái cây cối, những cái cây mà nó sống đó, thường là những cái cây mà nó trơ ra, nó không có lá, nó không có gì hết. Cho nên là cuối cùng đó là chụp cái bộ chim sẻ ở đây nó rất là đẹp, nó đẹp theo cái kiểu hơi ạt ạt đó. Rồi cùng một cái bối cảnh thì Dũng có xu hướng là Dũng sẽ khai thác theo cái chiến lược là toàn trung cận. Ví dụ như Dũng chụp một cái bối cảnh rộng nè đó, mình chụp phơi để mình tạo cảm giác cho một cái cảm xúc cho người ta nhìn ảnh nó có một cái sự đặc biệt. Và cái lúc này là mặt trời nó vừa xuống núi, nó tạo một cái ven nắng vàng ở đây rất là đẹp đó với Dũng. Rồi khi mà cái ven nắng nó tắt là bắt đầu Dũng chụp cận vô, Dũng chụp cái bối cảnh núi nè, rồi những cái nhà thì các bạn nhìn vô những cái nhà này nó rất là local, là đây là đặc thù những cái ngôi nhà ở cái vùng này, nó nhìn nó rất là local, nó không phải là nhà mà quá hiện đại hay là quá cao. Các bạn thấy là nó xây đều cùng một cái độ cao, nó không có cái nào nó cao, và nó xây dọc theo cái triền núi. Và cái triền núi là nó bọc rồi xong rồi ở đây là có một cái dãy núi này, nó đánh ánh sáng vô đây. Rồi đây là một cái đường lên tu viện. Thì các bạn thấy là Dũng bắt đầu Dũng chụp từ cái góc rộng, rồi Dũng vô cái góc cận hơn, rồi Dũng bắt đầu Dũng đặt tả những cái bối cảnh mà Dũng thấy hay bằng cái góc tele đó, rồi vô sâu hơn nè. Thì đó là cái chiến lược chụp toàn trung cận. Khi mà bạn chụp phong cảnh có nghĩa là bạn sẽ chụp cái đại cảnh nó lớn, nó rộng, rồi xong rồi bắt đầu bạn sẽ lấy cái góc nó zoom ra xa từ từ để mình mô tả những cái bối cảnh, những cái chi tiết ở xa hơn. Rồi đây là cái cách mà Dũng hay áp dụng chụp chụp góc rộng. Góc rộng thì theo Dũng định nghĩa là những cái góc mà super wide, những cái góc mà tiêu cự nhỏ hơn 21mm. Thì á, cái góc rộng nó có một cái đặc thù á, là nó sẽ tạo cái hiệu ứng phối cảnh, nó sẽ làm những cái đường dẫn trở nên mạnh mẽ hơn, nó sẽ nhấn mạnh và cường điệu vô cái tiền cảnh. Có nghĩa là các bạn chụp những cái tiền cảnh nhỏ thì khi mà các bạn kê góc rộng vô thì nó sẽ to ra. Thì đó là những cái đặc thù mà khi chụp góc rộng nó sẽ có. Cho nên là cái góc rộng Dũng sẽ sử dụng để Dũng chụp những cái cảnh bao quát, và Dũng làm chụp ra được những cái shot mà khi mà Dũng muốn tạo cho cảm giác người xem là họ bị choáng ngợp về cái bối cảnh đó, thì Dũng sẽ dùng góc rộng. Đó, ví dụ đây là khi mà Dũng chụp góc rộng nè, Dũng chụp cái này như 17mm, là nó bắt đầu những cái đường dẫn nè, các bạn thấy nó dẫn vô trung tâm nè, dẫn vô là có nghĩa là khi cái đặc thù của góc rộng là nó cường điệu hóa cái đường dẫn nó nhỏ, nó sẽ to. Cho nên là lúc đó mình mới bắt đầu mình đặt cái chủ thể của mình vô cái điểm, đây là 1/3 nè, vô cái điểm mạnh đó, thì đây là đường dẫn vô cái chủ thể đó. Là cái cách áp dụng góc rộng, hay là các bạn thấy là nó rút nè, cái đường dẫn nó rút lên nè, mây nó có những cái hiệu ứng này, thì cái chủ thể ở gần lúc nào nó cũng to hết.
nó to hơn cái chủ thể ở đằng xa, cho nên là đặc thù góc rộng, góc rộng là các bạn chụp dí sát để cái tiền cảnh nó nổi bật ra đó. Hay là những cái cờ nó đang xen với nhau nè, rồi nhìn ra xa là hậu cảnh, thì các bạn thấy là ok, Dũng chụp lúc nào giống như Dũng nhấn mạnh, Dũng chụp một cái chủ đề, ok, đây là những cái cờ, nó là nó để cái từ Omni Patmihum á, là sáu cái tự là nó tượng trưng cho những cái màu cờ đây nè đó. Và mà mình khai thác một chủ đề cờ là mình khai thác là ít nhất là từ 4 tới 5 tấm để cho nó hết trọn vẹn một cái topic đó. Và giống như khi mà Dũng post lên Facebook cũng vậy, các bạn để ý là một cái chủ đề Dũng post 5 tấm là nó vừa vặn cho người xem, và nó cũng khai thác cô động một cái chủ đề nào đó nhiều hơn càng tốt, nhưng mà 5 tấm đối với Dũng là nó đã vừa đủ rồi đó. Thì mình chụp rộng này, các bạn thấy là cái đường dẫn nè, rồi lúc đó mình có thể mình sử dụng khép khẩu để mình có những cái tia. Thì cái lens này Dũng thấy nó cũng hay, nghĩa là nó khá rẻ mà nó tiêu cự nó dài, nó chỉ bị một cái F4 thôi, nhưng mà cái tia nó theo Dũng đánh giá là nó cũng khá là sắc nét, nó flare nó hơi mạnh chút xíu, nhưng mà cũng với cái mức giá nó là khá ổn đây nè đó. Khi mà chụp góc rộng, các bạn để ý nè, những cái tiền cảnh, những cái đường dẫn nè, nó sẽ có xu hướng nó bị kéo giãn ra. Nó kéo giãn ra thì cái mô típ của cái sử dụng tia này nó giống như cái hồi nãy, có nghĩa là ban đầu Dũng thấy ok, cái tu viện này nó đẹp, và Dũng sẽ chọn cái tu viện này, cái bối cảnh Dũng chụp. Ban đầu là Dũng sẽ đứng ở đây nè, Dũng chụp qua đây, Dũng muốn lấy là cái tia này nó sẹt qua cái hàng rào ở đây. Nhưng mà sau đó Dũng thấy ok, chỉ có cái tư viện, chỉ có tia nó vẫn thiếu cái gì đó, nó thiếu cái tiền cảnh. Cho nên là mình sử dụng một cái chiến lược nó gọi là fill the frame, có nghĩa là mình cố gắng mình làm cho khung hình mình nó đầy nhất có thể. Đó là mình chạy vòng vòng mình kiếm, thì cái lúc mà mình chạy hướng này mình mới để ý là ok, cái hướng này là tự nhiên cái mặt trời nó làm cho những cái người đứng ở đây nó đổ những cái bóng rất là dài, và nó hợp ý với mình là mình sẽ sử dụng một cái bố cục zigzag để mình tạo cái đường dẫn nè, nó dẫn vô đây, nó dẫn qua chủ thể chính nè, coi như cái này nó rất là liên kết với nhau, nó tầm một cái khối, có nghĩa là khi Dũng đã xác định được chủ thể chụp rồi, Dũng sẽ tìm cách Dũng nâng cấp cái góc nhìn, cái góc hình của mình nó trở nên nó chỉnh chu hơn. Mình có chủ đề ở đây rồi bắt đầu mình di chuyển, mình coi hướng sáng, hướng nắng, có nghĩa là cái ý tưởng ban đầu nó chỉ là chụp cái tu viện có tia, nhưng mà không biết là chụp từ đây đẹp hơn hay chụp từ đây. Rồi lúc đó mình bắt đầu mình di chuyển vòng, mình vừa di chuyển mình vừa quan sát, rồi tới cái điểm này mình nói ok, cái góc này tự nhiên có một nhóm người đứng đây, đứng sau cái mặt trời nó đổ bóng đẹp quá, và mình bắt đầu mình đặt máy thấp xuống mình chụp để mình ra được cái tấm này đó. Rồi cái tấm này cũng vậy, rồi cái tấm này thì mình chụp góc rộng, có nghĩa là mình kê sát những cái bụi cỏ, những cái bụi hoa vô nè, mình chụp để nó nổi bật ra cái chủ thể nó tạo, có nghĩa là cái đặc sản của góc rộng là các bạn phải dí sát chủ thể. Chủ thể càng gần các bạn dí vô thì nó sẽ tạo cái sự ấn tượng ra đó nè. Mà Dũng dí vô những cái bụi cỏ nè, thì đằng sau là cái background, có nghĩa mình đã chọn được cái background, cái ánh sáng đằng sau rồi, mình sẽ đi vòng vòng mình coi có cái tiền cảnh nào để nó tạo cái sự thu hút, và nó tạo cái sự dẫn dắt cho người ta biết được cái bối cảnh xung quanh. Giống như cái bộ chụp cây cỏ này Dũng cũng chụp khoảng 5 tấm đó. Thì cái này là chụp Milky Way, thì cái tấm này lại mình lại chụp một cái lens, nó gọi là lens 14 GM, 14mm 1.8, có nghĩa là cái lens đó mình không có sử dụng nhiều trong cái chuyến đi, nhưng mà khi mà những cái trường hợp đặc biệt nhất thì có những cái lens rất là đặc thù để nó giải quyết riêng cái trường hợp đó thôi. Ví dụ như những cái lens khẩu lớn góc rộng thì cái lens này là một cái lens giải quyết cho Dũng được cái chuyện là Dũng chụp Milky Way đêm với một cái tiền cảnh lớn, với cái Milky Way lên đầy đủ chi tiết. Thì đương nhiên Dũng có thể Dũng chụp cái lens 17-28 này, nhưng mà cái khẩu 4 này nó không thể nào nó so với khẩu 1.8 được. Nhưng mà về cái mức độ cơ động đó, thì không thể nào mình gắn cái lens 14 lên đây rồi mình zoom được hết. Cho nên là dù là 80% thời gian là chụp cái tiêu cự 17-50, nhưng mà cái này có một tấm một thôi, nhưng mà nó là cái tấm đắt giá. Và cái tấm đó là nó sử dụng giống như nãy mình nói là mình xài hai con lens tele và một con lens đặc biệt để mình xử lý
riêng một trường hợp rất là cụ thể nào đó. Có thể là mình đem một con len gốc rộng khẩu lớn, hoặc là đem một con len mắt cá nếu mà mình nghĩ là cái chuyến đi của mình cần len mắt cá. Thường là Dũng đi chụp cityscape là lúc nào Dũng phải lận thêm một con len mắt cá nữa, chụp rất ít nhưng mà tấm nào là nó đắt giá tấm đó. Đây nè, cái này là một cái bụi cọc, cái này Dũng sử dụng cái biện pháp là phơi sáng với CBL. Thì cái kính CBL nó là kính phân cực, nó sẽ kiểm soát được cái phản xạ ở dưới mặt hồ nè. Rồi cái bụi cỏ này Dũng cũng nói luôn đó là Dũng cắm vô để Dũng chụp á. Nó là Dũng chạy vòng Dũng ta chứ không thì đương nhiên nó chỉ là một cái hình soi bóng thôi, nó cũng là một hình đẹp. Nhưng mà nó thiếu cái chủ thể này thì mình phát hiện là xung quanh nó có nhiều cái bụi cỏ khô và mình sẽ cắm vô đây. Là vì đây là một cái đặc sản của gốc rộng, mà gốc rộng là nó phải có một cái chủ thể tiền cảnh nó dí sát vô để nó tạo cái sự nổi bật ra đó. Thì cái bụi này nó cũng vậy, nhưng mà cái thời điểm nó đẹp hơn đó. Thì các bạn thấy là Dũng chụp 5 tấm nè, 1, 2, 3, 4, 5, đó là 5 tấm là một cái chủ đề chụp phong cảnh có tiền cảnh gần một cái bụi cây. Thì nó khai thác cái đặc tính của len góc rộng. Góc chụp giữa là nó vòng vòng góc 24-70 á, thì nó sẽ thích hợp là cho những cái ảnh dạng tư liệu, những cái ảnh dạng sáng tác đường phố. Tại vì những cái hình ảnh trong cái tiêu cự này á, nó sẽ cho mình một cái góc nhìn rất là tự nhiên, rất là gần gũi với con mắt bình thường hàng ngày của mình. Thì đâm ra là Dũng sẽ chụp ok người đi du lịch đó, những cái cô ấn bản địa. Mà mắc cười cái khúc này lắm, có nghĩa là mình thấy mấy cổ đẹp, mình đứng sáng để mình chờ, mình chụp lén á. Cái cuối cùng á là mấy bả tưởng mình là thợ chụp hình, mấy bạn quắt mình vô, mấy bạn chụp rồi mấy bạn còn bo mình nữa. Có nghĩa là đáng lẽ là mình xin chụp, tại mình thấy mặc đồ đẹp quá mà. Mình đứng sáng vậy đó, mình thấy ngồi, cái mình mừng quá, vô cái mình bố trí rồi mấy bả chụp. Mấy bà chụp rồi cái mình còn bắn thành điện thoại ra cho mấy bà nữa. Mấy bà hỏi lấy nhiều thôi, cái mốt ra bòn. Đó rồi đây là một cái bối cảnh nhà dân, những cái cô người dân bản địa ở cái làng này. Thì các bạn thấy là Dũng sẽ sử dụng cái ánh sáng cửa sổ, nó đánh ánh sáng vô. Tuy nhiên ở trong đây nó tối thui rồi, tại nó đâu có nguồn sáng ở đâu. Và những cái người này họ ở trong cái nhà cũng chả có điện đóm gì hết đó. Cho nên là mình cũng phải chủ động những cái nguồn sáng có thể theo cái ý thích của mình. Giống như là một cái đèn cầm tay giống như vậy. Thì các bạn thấy là ok, cái điều kiện ánh sáng lúc đó nó tối hơn điều kiện ánh sáng đây. Nhưng mà cái điều kiện ánh sáng ở đây này nha, mình bật sáng lên, mình rọi ở đây, mọi người vẫn sáng đó. Chứ mọi người không sáng đâu. Cho nên các bạn thấy là những cái đèn này nó chỉ có 5W thôi, là nó rất là yếu. Nhưng mà khi mà nó vô những cái điều kiện mà như vậy đó là nó rất là cần thiết. Mình lúc nào mình cũng nhấn mạnh nó là không cần đồ chơi xịn nhưng phải đủ đồ chơi. Phải đủ đồ chơi thì gặp những cái tình huống như vậy mới các bạn mới sáng tác được chứ. Đó, những cái góc này nó tối thui nè, rồi các bạn thấy là mình sẽ để một cái đèn này mình đánh qua nè. Thì cái cô này có ánh sáng cửa sổ lấy backlight thì nó là một cái bối cảnh mà mình cũng khai thác 2 hay 3 góc chụp. Thì các bạn nhìn thấy bối cảnh trong đây nó đâu có đèn đâu, đâu có đèn đốm gì đâu, ánh sáng tự nhiên. Thì cái chủ thể này nó chìm liễm mà, thì chỉ cần một cái đèn nó đánh nhẹ thôi thì cái chủ thể nó sẽ bật ra. Và bên đây mình cũng sử dụng cái tốc chậm khoảng 1/15, 1/20 gì đó, đủ để cô đó cổ làm cái hành động này nó nhòe cái này chút xíu thôi đó. Thì cái góc này thì các bạn thấy là những cái hình ảnh mà nãy giờ mình chụp á, trong cái khoảng tiêu cự là 24-70 á, nó là những cái hình ảnh khi mà mình nhìn vô nó tạo cảm giác rất là gần gũi, cái cảm giác tư liệu, cái cảm giác đời thường. Thì mình sẽ ưu tiên chụp những cái nội dung mang cái tính chất như vậy, mang cái tính chất tư liệu, mang cái tính chất gần gũi bằng cái tiêu cự đó. Cái chuyện mà các bạn chụp cái gì nó rất là liên quan tới cái chuyện là các bạn cầm cái thiết bị nào trong tay. Trong cái bức ảnh này nè, giống hồi nãy mình có nói là cherry on top đúng không? Tự nhiên cái này vô tình mình bắt gặp thôi và nó chỉ diễn ra trong tức khắc. Cái tay ban đầu tưởng là cái ông này không nghe điện thoại, nhưng mà cái tay của cái ông nào nằm trong đây ông không đưa lên. Đó, thì á, những cái yếu tố này là những cái yếu tố lạ nhỏ nhỏ trong một cái bức hình, và nó làm cái bức hình nó trở nên nó thú vị hơn. Thì có thể là các bạn may mắn hay là các bạn nhanh nhạy
các bạn đi, các bạn quan sát, các bạn bắt được những khoảnh khắc như vậy. Nhưng mà cái này là nó không phải là thường xuyên. Còn đối với Dũng á, thì Dũng vẫn đánh giá là cái hình này đây, cái hình này hoặc là cái hình này á, nó giống với lại cái phong cách chụp của Dũng hơn. Tại vì Dũng cảm giác là từng cái yếu tố trong cái tấm hình này là Dũng chủ động Dũng tạo ra được. Còn cái yếu tố này đúng là nó thú vị á, nhưng mà Dũng nói thiệt ra là Dũng không có plan trong đầu là Dũng chụp được khoảnh khắc này. Dũng chỉ vô tình Dũng thấy thôi, và cái này Dũng không biết là như thế nào để nó diễn ra một lần nữa. Trong khi là những cái bức hình dạng như vậy nè, những cái bức hình dạng như vậy nè, gần như là Dũng có thể, Dũng tự tin là 80-90% nếu mà Dũng đi ngẫu nhiên nhấn nước ngoài là Dũng chủ động Dũng tạo ra được. Tại vì tại sao? Tại vì những cái yếu tố góc chụp hướng nào, ánh nắng hướng nào, tia làm sao có tia là Dũng có tính toán, Dũng có chủ động để Dũng đưa những cái yếu tố đó vô cái tấm hình của Dũng. Còn những cái này là ok, may mắn chụp được thì vui vậy thôi. Rồi mình sẽ nói những cái góc chụp tele là những cái góc chụp trên 85mm. Thì những cái góc chụp này, cái đặc thù của nó là nếu mà bạn muốn đặc tả, bạn muốn nhấn mạnh, bạn muốn làm người ta tập trung vô một cái chủ thể nào đó, thì bạn sẽ dùng cái góc chụp ở xa để bạn nén không gian lại. Cái đặc thù của cái hiệu ứng tiêu cự này nó khác với cái tiêu cự rộng là nó cường điệu hóa cái tiền cảnh. Thì cái tiêu cự tele nó có cái đặc tính là nó sẽ nén và nó cô động lại cái không gian, và nó nhấn mạnh những cái chi tiết trong một cái bối cảnh mà mình chụp. Nó kéo những cái chủ thể xa, những cái chủ thể cách nhau lại gần với nhau. Đây là một cái góc chụp tele. Và các bạn thấy là khi mà Dũng chụp cái tu viện này, Dũng chụp xuyên qua hai cái hàng cây phía trước, và nó bokeh, nó blur blur nè. Đó, và nó sẽ làm nổi bật cái chủ thể ở xa là cái tu viện này. Dũng muốn người ta tập trung vô cái tu viện này. Hay là cái này cũng vậy. Thì các bạn thấy là nó nén nè, một cái lớp mây nè, một lớp núi nè, một lớp nhà nè, rồi một lớp tiền cảnh đất đá, rồi nó nén thành từng lớp nè. Thì cái đặc tính của tê lê là nén bối cảnh. Cho nên là khi mà mình nắm chắc, mình hiểu được cái kết quả của cái thứ mà mình đang cầm trong tay á, cái vũ khí mình đang có trong tay á, mình sẽ sáng tác tốt hơn, mình sẽ nhìn. Nhiều khi bây giờ Dũng tập được cái phản xạ là Dũng đứng ở đó là Dũng sẽ biết là cái cầm cái ống kính nào, khai thác cái gì nó sẽ tối ưu nhất cái thời điểm đó. Cho nên nếu mà ban đầu mình chưa quen á, cái giải pháp tốt nhất của mình là gì? Giải pháp tốt nhất là gì? Tiêu cự nào mình cũng phải có. Để lúc đó nếu mà mình đã quen, mình biết cái địa điểm đó, mình biết cái đó, mình đem đúng cái đó thì nó là tối ưu nhất. Nhưng mà nếu mình không biết và mình cũng không tính toán được là tốt nhất là cái gì mình cũng phải có. Và như vậy á, là những cái lens nó mang tính chất đa năng. Đối với Dũng á, là nó có sự ưu tiên cao hơn là những cái lens mang cái tính chất là chất lượng. Có nghĩa là đa năng đặt cao hơn chất lượng. Có nghĩa là đa năng chất lượng vừa phải vẫn phù hợp hơn là chất lượng cao nhất, nhưng mà thiếu cái này thiếu cái kia, hay là làm cái sự cơ động của mình nó giảm đi. Đó thì các bạn thấy nè, nó phân lớp ra rất rõ, lớp mây nè, lớp núi nè, lớp cây nè, và những cái chủ thể này nó cách nhau rất là xa luôn á, nó không có gần đâu. Nó xét mỗi thứ này là nhiều khi nó cách nhau gần các cây số á. Đó, cho nên là khi mà mình zoom rất là xa, mình rút lại á, thì những cái chủ thể này nó nén cái không gian lại gần với nhau. Đó, đây là một cái tấm Dũng rất là thích. Nó là chạy trên đường ha, tự nhiên thấy một cái tu viện nó nằm ở nó hình tam giác, nó nằm giữa núi rừng, rồi có một cái ông đang tập drift xe. Ông chạy đây nè, cái bãi ông chạy tới đây, cái ông dừng, ông giật cái vô lăng, nó drift, nó tung bụi lên. Nó giống là chắc là đang tập thể cái bộ môn rồi đó. Mình lấy tele mình nén lại nè, một lớp mây nè, một lớp núi nè, một lớp tu viện nè, nó thêm một cái này rồi Dũng có thêm một cái dải đất ở gần nữa. Thì các bạn thấy là cái góc tele là một cái góc chụp, nó sẽ tạo cái sự tập trung vô chủ thể rất là nhiều. Và khi mà mình đi du lịch, mình sẽ cần áp dụng nhuần nhuyễn giữa các loại tiêu cự với nhau để cái bộ hình của mình nó có cái xu hướng đa dạng hơn về góc độ. Thì đương nhiên mình cũng không có phản đối cái ý kiến, hay là tại vì nó cũng có những cái quan điểm nha. Chụp street đó là chụp
tiêu chuẩn fix khoảng 24 hay 28 gì đó. Nó đương nhiên nó sẽ ra một cái kết quả, và cái xu hướng kết quả đó nó mang cái cảm xúc khá là gần giống nhau. Nhưng mà cho nên mình mới nói là cái nhiếp ảnh du lịch với nhiếp ảnh đường phố nhiều khi nó có vẻ là giống nhau, nhưng mà cái hướng du lịch theo kiểu của Dũng là nó phải đa dạng hơn, nó không có ràng buộc nhiều về ok là chân dung là phải 85 hay gì đó. Nó có thể là bất cứ cái gì mà Dũng thấy đẹp, thì để đạt được cái chuyện đó là Dũng phải rải được tiêu cự mà Dũng đang có, càng đa dạng càng tốt. Thì lúc đó Dũng mới biết đó là cái tình huống đó, cái trường hợp đó Dũng sẽ xài cái gì. Đây nè, Dũng rất là thích cái tấm này, là tại vì khi mà Dũng xài, cái này là tê lê khoảng 70-80 thôi, nhưng mà rõ ràng là cái bối cảnh này nó rất là cô động, nó tạo những cái layer zigzag với nhau rất là vừa vặn, và mình dùng cái hiệu ứng phơi để mình làm cho cái khung cảnh nó mượt mà hơn. Đây là cũng một cái góc tê lê ở xa. Thì các bạn thấy là một cái chủ đề lúc nào Dũng cũng phải chụp là từ 4 tới 5 tấm để Dũng gom thành một bộ. Thì cái này cũng vậy, cũng là từng lớp nè, và Dũng thấy nó đặc biệt về ánh sáng, nó tự nhiên nó chiếu vô một cái tu viện, một cái làng nhỏ ở đây, một cái góc nắng ở đây, mình lấy tê lê mình nhìn. Cái này nó ở xa, nó nhỏ xíu à. Nó là kế bên cái chỗ này luôn. Nó kế bên chỗ này luôn, nó là cái làng nhỏ xíu cái góc đây nè. Và đương nhiên là mình chụp thì mình sẽ quan sát, mình đặt tả từng khu vực cái này cũng vậy. Cái này là ngay cái homestay rồi, giống như cái góc này cũng mắc cười lắm. Về nhà lục cái hình ra tự nhiên nhìn nó thì đối với các bạn có thể là đây là một cái hình cái bãi đáp sân bay thôi, nhưng mà với Dũng là một cái kỷ niệm. Tại vì đây là một cái hãng máy bay mà Dũng đặt vé, rồi tới lúc mà Dũng về cái hãng này nó phá sản luôn. Thì lần đầu tiên mình gặp vô cái tình huống là mình đi đặt vé mà một cái hãng máy bay nó phá sản, nó có bài báo luôn. Và lúc đó là mình cũng chưa được refund tiền cái chuyến này nữa. Thì lúc đó là mình không có về Việt Nam được, tại vì còn 2-3 ngày nữa mình phải về vậy đó. Thì bây giờ mới có thông tin là nó phá sản, thì cuối cùng là mình phải bắt xe đò mình đi qua một cái thành phố khác. Thì trong cái quá trình mình đi đó là mình lại bị kẹt ngay bỏ tuyết, có nghĩa mình sẽ đi cái xe mình lên cái đỉnh núi giống như này nè, rồi mình đi lòn xuống một cái thành phố khác. Rồi lúc mà mình đang ở đây là tự nhiên bỏ tuyết nạp tới, là mình kẹt ở đó đâu đó cũng khoảng 15-16 tiếng gì đó, và cái tuyết đó nó nhiều tới mức gọi là nó đủ để nó lấp luôn một cái xe buýt. Thì hên sao qua được, rồi cũng về bữa nay mới đứng đây nói chuyện được, cho nên là nhìn tấm hình này nhìn cái tấm hình này rồi mới nhớ đó. Cái hãng này nó tên là Go First, nhưng mà nó là nó bay trước Go First Gone First. Đây là một cái góc chụp ở hồ Banh Gông. Thì các bạn thấy buổi sáng là cái bầu trời nó xanh, cho nên các bạn thấy nước nó rất là xanh. Thực ra nó phản chiếu cái màu trời xuống nước, nó làm cái màu sờ nó xanh rất là đẹp. Tuyết nó phủ, thì cái góc này cũng là một cái góc mình đánh tê lê xa. Thì các bạn nhìn thấy ở đây, để ý đây nè, nó có một cái đường. Thì đây là cái hành trình mà mọi người sẽ di chuyển, đây là những cái đèo. Thì khi mà mình tới cái vùng này, mình sẽ di chuyển trên những cái rặng núi đó, thông qua những cái đường này nè. Cho nên là cái vùng này nó chỉ hoạt động du lịch đâu đó khoảng 6 tháng thôi. 6 tháng sau là vào cái mùa đông là khi mà tuyết nó phủ những cái đường này là người ta sẽ chặn du lịch luôn. Tại vì nó đi nó nguy hiểm quá. Thì cái đợt mình đi là mình đi tới Dương Lương Trần đây nè, là tự nhiên bỏ tuyết nạp tới là chính phủ họ lóc xe luôn. Rồi lúc đó là đang đi mô tô là phải kiếm cái xe là bỏ mô tô lên đó rồi đi nhờ một cái xe buýt để về. Thì lúc cái đường nó hẹp lắm, cái đường đèo nó chỉ từ khoảng từ đây nó tới đây mà là hai cái chiếc xe tải nó đi đối chiều với nhau, mà nó kẹt đâu đó khoảng 5 cây số, và mình kẹt cái đó là đâu đó khoảng 15-18 tiếng giữa đêm. Thì nó rất ghê ở một cái là các bạn thấy là ở đây nó đóng tuyết, nó rất là lạnh, nó lạnh tới cái mức mà cái xe nó tắt máy chỉ có đâu khoảng nửa tiếng là xăng nó đóng băng, là cái xe nó bỏ đó luôn. Cho nên là những cái xe mà đi ở đây á, nó không được quyền tắt máy, cho nên mười mấy tiếng là ngồi là xe nào cũng phải bật máy á. Và khi mà nó bật máy thì cái mùi dầu á, nó bốc lên, nó làm mình vừa say độ cao vừa lạnh mà vừa khó chịu nữa. Nó nói chung là nó cái cảm giác nó rất là kinh khủng. Cho nên là khi
Hả? Không ói, tại mình cũng là cái người ít bị say đó, nhưng mà nó khó chịu, nó giống như cảm giác là mình máy bay nó cất cánh đó. Máy bay nó cất cánh sao là mình ngửi cái mùi đó nó khó chịu vậy đó, mà nó không được quyền tắt máy. Thì có những cái xe nó tắt máy xong là hốt xác nó luôn rồi đó. Tại vì nó tắt máy là bắt đầu nó những cái xăng rồi capo nó lạnh, nó bắt đầu nó lạnh đi đó, cho nên xe nó kẹt. Cái đường đèo giống như nó kẹt đâu đó khoảng 5 cây số. Và tới sáng hôm sau là quân đội nó cho những cái xe ủi tuyết nó lên ủi, nó dọn đường mới bắt đầu đi xuống được. Ok, đó là một cái bộ ảnh về Lê La Đắc. Thì các bạn có chia sẻ hỏi gì nữa không? Ban ngày khoảng 9-10 giờ cho tới khoảng 2 giờ chiều cái nắng nó rất là gắt và đi nó cũng khó chịu. Thường là mình sẽ dành thời gian khảo sát, mình không có biết chụp gì hết. Thì đây là một cái thể loại mình chơi thêm, đó là chụp hồng ngoại. Thì cái chụp hồng ngoại này mình sẽ mod cái cảm biến máy ảnh mà mình dùng một cái loại filter đặc biệt để mình đổi màu cái lá, nó có thể nó từ màu xanh sang những cái hiệu ứng màu vàng, màu đỏ, màu tím gì đó, tùy theo cái loại filter mình gắn vô. Nhưng mà cái thể loại này nó đặc biệt đó là nó chụp nắng càng to càng đẹp. Thì cái nắng càng to thì trong cái nhiếp ảnh bình thường nó lại càng xấu, tại nó gắt quá hay là nó đều quá. Nhưng mà cái nhiếp ảnh hồng ngoại thì khi nắng càng to thì cái hồng ngoại nó càng mạnh, thì cái màu nó lên nó càng trong. Đó, thì cái thể loại này mình chơi thêm để mình tận dụng cái thời gian mình sáng tác trong lúc mà mình đi khảo sát gốc, mình đi lấy tư liệu. Thì các bạn thấy là cái cách mình thực hiện cái bộ ảnh này nó cũng khá giống với lại những cái bộ ảnh tư liệu khác. Và cái bộ ảnh này Dũng cũng được cái giải nhì trong một cái cuộc thi nhiếp ảnh hồng ngoại quốc tế về hạng mục ảnh tư liệu. Đó, thì cái này là mình chụp cái tượng Fruitly nè ông. Thì cái hồng ngoại nó rất là hay á, là những cái nào á mà nó hấp thụ hồng ngoại như cái quần này hay là cái lá này, nó hấp thụ nó sẽ chuyển ra cái màu vàng. Đó, thì cái này là màu xanh hết nè, cái tàu nó đi ra mình chụp cái bối cảnh này nó chuyển qua màu vàng. Thì cái này là cái này nó là cảng Victoria gì đó, là một cái góc nhìn giống như các bạn coi cái bến Thượng Hải hay những cái phim Hồng Kông đó, nó hay có những cái góc quay từ cái cảng này đi ra đó. Rồi mình cũng chụp này, các bạn thấy là mình khai thác ở góc toàn, góc trung, góc cận, mình khai thác con người, mình khai thác những cái đặc thù về kiến trúc, về xe cộ, về cảnh quan đó. Thì đối với mình thì cái ảnh du lịch đó, nó phải có hai yếu tố, là yếu tố tư liệu, còn cái chuyện mà mình chụp theo cái kỹ thuật hồng ngoại hay cái gì đó nó tạo những cái hiệu ứng đặc biệt, thì đó là cái yếu tố nghệ thuật mình bỏ vô trong cái hình. Và Dũng thì Dũng tự nhận Dũng không phải là cái người có cái sự nhạy bén trong cái chuyện săn khoảnh khắc như là những cái anh nhiếp ảnh gia chuyên về đường phố, cho nên nó là cái hướng cái phong cách sáng tác của Dũng là Dũng áp dụng kỹ thuật để Dũng tạo cái sự đột phá trong cái hình ảnh của Dũng. Thay vì những cái thiên bẩm về sự nhanh nhạy thì Dũng thiếu cái đó, nhưng mà bù lại Dũng sẽ tìm cách Dũng phát triển cái hình ảnh của Dũng từng bước để nó đang từ một cái hình ảnh bình thường Dũng phát triển nó lên thành một cái ảnh ấn tượng nó chỉnh chu hơn. Cho nên là Dũng rất là quan trọng cái vấn đề là bố cục ảnh như thế nào, kỹ thuật chụp ra sao, tốc độ chụp thế nào, phụ kiện có cái gì, thì đó là cái cách mà Dũng bù đắp lại cái sự nhanh nhạy của Dũng. Cho nên Dũng chia sẻ các bạn thấy là đó là một cái bộ ảnh cũng hoàn chỉnh. Đây là cái sân bay. Thì khi mà mình áp dụng một kỹ thuật khác nó cũng sẽ tạo ra một cái nội dung và một cái cảm xúc ảnh rất là khác. Đó là cái cách Dũng xử lý cái thời gian trống. Nếu mà Dũng đi sáng tác Dũng không biết chụp cái gì, thì sau này thì Dũng không có chụp hồng ngoại nhiều nữa. Tại vì đơn giản có một cái là sau này có bắt đầu có flycam, có drone rồi, cho nên là mình có thể những cái lúc bình thường mình bay chụp cũng đẹp. Còn những cái lúc mà giờ vàng giờ xanh thì mình vẫn thích chụp máy hơn. Tại vì mình cảm giác là chụp máy ảnh đó, cái kỹ thuật và cái sự ứng dụng của kỹ năng nó nhiều hơn. Còn chụp flycam thì nó cũng có kỹ năng, nhưng mà cái vấn đề là flycam thì thường các bạn sẽ chủ động được cái vị trí chụp nhiều hơn. Các bạn không có cần phải di chuyển quá nhiều, mình ngồi chỗ mình bay, mình linh hoạt cái góc chụp lắm. Cho nên mỗi một cái thể loại chụp, một cái phong cách chụp, một cái chuyên môn của một cái nhiếp ảnh gia nó sẽ có những cái đặc thù khác nhau. Và theo Dũng thì Dũng là cái trường phái là cố gắng học được thứ một chút để mình kết hợp lại, để mình
làm cái hình ảnh của mình nó đa chiều, nó phong cách nó đa dạng và mình cũng chủ động được nhiều hơn. Ok, cái này là cái buổi chia sẻ của Dũng ngày hôm nay.